Ta có để muốn trao đổi với các bạn hai cái bài. Thật ra nó còn một cái chuyên đề, đó là cái về tiếp tục y học hay là động vật chân khớp hay là động vật chân đốt. Tên khoa học là Arthropoda nhé. Rồi cái bài này thông thường là các năm trước đây của các bạn thì thầy dạy chỉ có một bài này về động vật chân khớp thôi, tức là thầy nói nó hơi 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 dài trong 2 tiết, nhưng mà tuy nhiên năm nay sắp xếp được thì bố trí cho các bạn thì cái bài này thầy sẽ cắt ngắn hơn trong vòng khoảng 1 tiết, còn lại là thầy sẽ trao đổi với các bạn cụ thể hơn về các cái động vật chân khớp cụ thể nhé. Đại diện một số động vật chân khớp để cho các bạn có cái nền tảng kiến thức tốt sau này phục vụ cho cái việc học, nghiên cứu và hành nghề của các bạn. Rồi các bạn có nhìn thấy trên cái hình ảnh này, cái bên trái của màn hình là cái gì các bạn biết không? Là động vật gì các bạn biết không? Các bạn có thấy Và bên con ve đúng rồi, tốt. À, cảm ơn em. Rồi bên bên phải là cái gì? Bên phải là con gì? là giống con rận nước ạ. À, con này là con bọ chét. Con rặn nước là con gì? Không, thầy thầy hỏi lại thật đấy. Con rặn nước là con gì? Có gọi là con rặn nước là con gì? Dạ chỗ em gọi là con rận nước chứ em cũng không biết là tiếng phổ thông thì sẽ gọi là như nào ấy thầy. À, ok, cảm ơn em. Dạ. Rồi cái hình bạn thấy bên, nếu mà nhìn lớn lên hình tượng một tí thì cái hình bên 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 trái đó, trên bên trái màn hình thì các bạn nhìn nó có hình thể bên ngoài mới nhìn vào thì nó dần giống như một con rùa đúng không? Còn bên phải thì nó giống như một cái con cào cào hay con cháu cháu á. Tuy nhiên đó thì đây là hai cái mà các bạn nói đúng rồi đấy, tức là bên bên trái đó là con ve. Con ve thì chúng ta phóng lớn lên đấy, chứ còn thực tế thì nó nhỏ này, phải quan sát với kính hiển vi nhé. Nó có 6 mm thôi. Đấy, thì chúng ta phóng lớn là chúng ta nhìn như vậy. Rồi cái bên 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 phải tương tự như vậy dưới kính hiển vi. Tức là một con, các bạn thấy bên trái là một con từ châu Phi và một con bên phải là con từ Việt Nam. Thì đây là những cái động vật chân khớp, mà một trong những động vật chân khớp mà ở lab tại tại Pháp mà thầy thực hiện cái nghiên cứu và cho các bạn đấy. À, cái hình này ghi lại năm 2017 tại Pháp nhé. Rồi đây là một cái hình ảnh, các bạn nhìn cái con ve này nó đẹp vậy đấy, nhưng mà nó đây các bạn, đây cái loại ve của chúng ta nó khác cái ve mà các bạn nhìn thấy hồi nãy tí. Ve chúng ta là ve mềm, ve nãy là ve cứng, thì cái ve mềm thì nó cũng vậy đấy, nó cũng gần cái điểm nó tương tự vậy. Thì đây là cái hình ảnh của ve ở trên chó trên trên ở Việt Nam đấy. Đây là cái mẫu vật thực tế tại Việt Nam. Cái loại này là ve mềm, nó khác cái slide trước. Tuy nhiên thì trao đổi để cho các bạn thấy, tức là nó sống ở trên cái da lông của con chó, nó ký sinh như thế này. Và một trong những cái nghiên cứu thì trong cái nhóm nghiên cứu của thầy thì bắt những cái con ve này và định loài của nó là ve gì, và thứ hai nữa là xem nó mang những cái mầm bệnh gì nhé. Thì đây là cái toàn bộ, đây là hình ảnh thật và cái ve nó trong nằm trong nghiên cứu mà nhóm nghiên cứu có thể thực hiện và nhóm muốn chia sẻ với các bạn để cho các bạn thấy nó thực tế, nó rất là gần gũi chứ nó không phải là cái điều gì xa lạ, không phải là bác sĩ thú y hay là đại loại là cái gì đó nó không phải là ngành y. Đây là ngành y thật sự đấy các bạn. Nên các bạn học, các bạn cảm giác rằng là chúng ta học không bao giờ là đủ cả, mà chúng ta cần phải biết nhiều lắm. Tại vì những cái hình ảnh này đưa trên cái các bạn thấy, tại vì ở Việt Nam chúng ta thường là ít, nhưng mà các bạn thầy cũng thấy sẽ thỉnh thoảng, ví dụ thỉnh thoảng thầy được các bệnh nhân đấy hoặc là các đồng nghiệp gọi điện đến để hỏi, tức là bệnh nhân mang đến cho họ hoặc là mang đến trực tiếp cho thầy đó, tức là cái đi ngoài, tức là đi 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 đại tiện ra đó, là theo một cái con này là con gì, con giun, con sáng, hoặc là ói ra một cái sinh vật này là cái gì, hoặc là họ bị cái con này con kia cắn, ví dụ như cái con giống như con mò hoặc là con ve như thế này bị đốt, thì họ mang tới cái mẫu vật thì chúng ta phải biết tương đối. Có thể là các bạn chưa biết sâu nhưng các bạn chúng ta phải biết tương đối, có thể các bạn nhìn ngay đó là không phải là cái nguyên nhân gây ra cái bệnh lý của họ, hoặc là nó là cái động vật mà đốt vào người họ đấy. Nhưng mà có những cái loại động vật, có những cái ký sinh trùng này nó đốt nhưng mà nó lại không gây ra chuyện gì cả, nó chỉ hút máu hoặc là gây ngứa tại chỗ, tức là một những cái biểu hiện rất là nhẹ đó.
nó không gây ra cái ảnh hưởng lâu dài, nhưng mà có những loài đó thì nó đốt xong thì nó nguy cơ của nó rất cao. Ví dụ như là các bạn có nghe, chắc trong nhóm các bạn trong hơn 100 bạn thì các bạn cũng 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 đã từng nghe về bệnh sốt mò đúng không? Có thể các bạn từng bị hoặc là người nhà đấy, thì cái sốt mò cũng là một trong những cái giấy ấu trùng mò nó đốt đấy ở người, thì các bạn phải có kiến thức về cái đó thì các bạn mới hiểu được là cái nguyên nhân tại sao nó bị đốt và cái cơ chế nào để chúng ta điều trị nha. Rồi, cái chia sẻ ban đầu như vậy thì trong cái phần đầu này thì thầy muốn trao đổi với các bạn về cái đặc điểm chung của cái phần động vật chân đốt hay là tiếu tốt y học. Thì cái mục tiêu của các bạn cần phải đạt được đó là trình bày được cái đặc điểm cơ bản về hình thể chung của cái nhóm động vật chân khớp, động vật chân đốt hay là tiếu tốt y học. Các bạn nhớ ba cái thuật ngữ này là một nha các bạn: động vật chân khớp này, động vật chân đốt và tiếu tốt y học. Các bạn nhớ đó là một. Cái thứ hai là phân loại được sơ bộ tiếu tốt y học, và thứ ba là nêu được cái vai trò y học của cái tiếu tốt này, thứ tư là trình bày được cái phương thức truyền bệnh của cái tiếu tốt y học. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa, tiếu tốt hay còn gọi là động vật chân khớp hay động vật chân đốt, tên khoa học nó là Arthropoda. Đây là cái nhóm động vật đa bào và nó không có xương khớp, không có xương sống nha các bạn. Động vật đa bào và không có xương sống. Nó chiếm đa số về số lượng và số loài ở trong giới động vật trên trái đất này nha. Ở ngoài trái đất thì chúng ta chưa biết, còn trên trái đất là vậy. Nó chiếm đa số, nếu mà tính về số lượng số loài là của cái tiếu tốt này đó, thì nó chiếm về đa số. Đây. Rồi cái đặc điểm chung của cái tiếu tốt y học động vật chân khớp hay động vật chân đốt này đó, tức là chân nó có nhiều đốt nha. Thì chữ tiết ở trong cái chữ tiết túc là cái tiếng Hán Việt đúng không? Chữ tiết là đoạn hay là đốt, túc là chân, tức là nhiều đốt chân, thế thôi nhá. Thì các bạn đọc các tài liệu thì người ta có thể ghi là tiết túc y học, động vật chân khớp, động vật chân đốt, thì các bạn cũng không phải băn khoăn gì. Để nó là một cái thuật ngữ, chẳng qua là do cái thành văn ở mỗi cái y văn nó khác nhau thôi à, nhá. Rồi những cái động vật chân đốt này này, chân nó có nhiều đốt và nó nối với nhau bằng những cái khớp, nó còn gọi là cái ngành chân đốt hay chân khớp đấy, và nó đối xứng hai bên theo chiều dọc, tức là bên này nó có cái chân bên này thì bên kia nó sẽ có cái chân tương ứng, nó đối chiếu qua theo cái dọc cái sống lưng từ đầu cho đến cái phần cuối của thân mình của cái động vật này nha. Và cái động vật chân đốt hay là chân khớp hay tiếu tốt này thì nó được bao bọc bởi một cái lớp ngoài cốt, nó có chứa cái vỏ cứng chitin, exoskeleton nha các bạn. Các bạn đọc tiếng Anh nó thì các bạn sẽ thấy cái vỏ ngoài của nó là cái ngoại cốt, cái tiếng Anh nó là exoskeleton. Rồi về hình thể thì cái nó có cái đặc tính tổng quát, đó là cơ thể như nói ở trên, cơ thể nó là cơ thể đối xứng và có đốt, có nghĩa là cái thân nó có nhiều đoạn tương đồng và nó nối tiếp nhau. Mặt ngoài được bao bọc bởi một cái lớp chitin như trao đổi ở trên, và nó gồm có ba cái lớp chính tạo thành một vỏ bao lấy thân này. Nó có cái ba cái phần, đó là phủ bộ đầu, phủ bộ ngực và phủ bộ bụng. Đầu thì nó có phủ bộ đầu thì nó có râu và có cái bộ phận để lấy thức ăn. Râu thì đóng vai trò như là xúc giác định hướng, còn cái bộ phận để lấy thức ăn để dinh dưỡng của nó là hàm trên và hàm dưới, là những cơ quan dùng để cầm nắm và nhai. Cái phủ bộ ngực của nó thì nó có chân và có cánh nhé. Bụng thì dùng để thở hoặc là bơi. Đấy. Rồi cái đặc tính của động vật chân khớp hay là tiếu tốt này thì đặc tính của nó là nó có cái đặc tính lột xác và biến thái. Lột xác ở đây á là do cái lớp vỏ ngoài á, là nó cứng. Đấy, nên thành ra là ở trong cái động vật này sẽ lớn lên theo thời gian. Mà khi nó lớn lên thì nó bị vỏ ngoài cứng nên nó giống như cái áo giáp nó siết lại, thì nó sẽ có từng đoạn, ví dụ nó lớn lên đến một mức nào đó thì cái vỏ đó nó phải lột ra rồi nó thay cái lớp vỏ mới, thì người ta gọi đó là cái hiện tượng lột xác. Thì quá trình mà thay cái lớp vỏ cứng đi thì với một cái lớp vỏ mới được thay vào thì nó sẽ xuất hiện từ từ, và nó từ cái vỏ mỏng đến cái vỏ dày cứng, và trong cái giai đoạn này thì cái xin lỗi, cái tiếu tốt này, cái động vật này nó lớn lên được, nó lớn lên dần 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 với một cái vỏ mỏng đó, rồi nó lớn đến một mức độ nào đó trong cái giai đoạn đó, nó không lớn trong cái giai đoạn đó nữa, nó đạt đến một cái giới hạn rồi thì cái vỏ ngoài nó sẽ cứng dần
cứng dần, và lúc đó là nó sẽ giới hạn trong cái thước đó và nó tiếp tục phát triển cho đến một giai đoạn nào đó, nó tùy theo cái loại động vật và nó có thể nó lột xác tiếp tục. Một cái động vật chân đó có thể lột xác nhiều lần trong đời của nó. Rồi cái biến thái thì các bạn hiểu cái từ biến thái này không giống như các bạn nữ nói là nói đùa những bạn nam hay gì, có những cái hành vi kỳ quặc hoặc là một số người có hành vi dâm ô này kia thì thông thường người ta dùng cái từ các bạn nói từ nôm na đó là biến thái. Cái này không phải các bạn, cái đó là về mặt sinh lý tâm lý, còn cái đây là về mặt phát triển của động vật thì về hình thể biến thái là biến đổi hình dạng thôi, tức là mỗi lần lột xác thì cái số lượng đốt nó nhiều hơn, cái hình dạng của nó to ra, nó lớn lên. Đấy, thì người ta gọi là cái biến thái trong cái động vật chân đốt nha. Cái hình dạng nó khác so với lại cái trước khi mà nó lột xác. Đấy. Rồi về hình thể bên ngoài thì tiếp tục này nó có hai cái lớp chính liên quan đến y học. Đấy, các bạn nhớ có hai lớp chính, nhưng mà hình dạng nó khác hẳn nhau, đó là cái lớp côn trùng và lớp nhện. Các bạn nhớ nha, lớp côn trùng là Insecta và lớp nhện là Arachnida nha. Lớp côn trùng và lớp nhện nó có hai cái lớp liên quan đến y học, các bạn nhớ là lớp côn trùng và lớp nhện. Thì cái lớp côn trùng thì cơ thể nó gồm có ba phần đầu, ngực, bụng, mỗi phần đều có mang cái phụ bộ. Đấy. Đầu thì nó có chứa mắt này, rau này, miệng. Đấy. Ngực thì nó có mang theo cánh, chân. Bụng thì nó có lỗ thở và có, tức là có cái đường hô hấp và có cái cơ quan sinh dục. Đấy, các bạn nhớ những cái điểm chính đấy nha. Thi cử thầy có thể hỏi những cái điểm chính này nha. Còn sau này các bạn có những cái trong cái quá trình làm việc, cái công việc cụ thể liên quan thì các bạn trong nghiên cứu, trong làm việc thì các bạn có thể vận dụng những kiến thức này. Rồi đó là cái lớp côn trùng. Thứ hai là cái lớp nhện. Lớp nhện thì nó không có phân tách ra rõ phần đầu và phần ngực, nên thành ra nó tạo thành một cái phần chung là phần đầu ngực và thứ hai là phần bụng. Đấy. Và có một số cái loài trong cái lớp này thì nó có thể đầu ngực và bụng nó lại dính lại thành một khối bộ dục thôi. Cái động vật thuộc lớp nhện thì nó không có cánh và không có râu nha các bạn. Các bạn nhớ một cái điểm phân biệt. Đó. Lớp côn trùng thì nó có cánh và râu, còn cái lớp nhện này thì nó không có cánh, không có râu. Đấy. Con trưởng thành của lớp nhện thì nó có 4 cặp chân. Ấu trùng thì nó có 3 cặp chân. Như vậy các bạn nhớ trong cái lớp nhện này nè, trong cái bài sau khi thầy trao đổi để các bạn thấy, tức là cái lớp nhện thì trưởng thành thì có 4 cặp, còn ấu trùng thì 3 cặp. Đây là một cái đặc điểm phân biệt mà các bạn biết là khi các bạn dùng cái gọi là định danh hình thể đó, thì các bạn biết là giai đoạn nào là giai đoạn nhìn một cái sinh vật ở trong cái lớp này, thì các bạn nhìn các bạn biết nó là giai đoạn ấu trùng hoặc là giai đoạn trưởng thành nha. Cái chân của nó thì gồm cả 6 đốt. Rồi cái bên trong, hình thể bên trong thì cái lớp ở bên trong của cái lớp vỏ cứng đó thì là cái cơ thể, toàn bộ cái cơ thể của cái đồng cái tiếp xúc này thì nó có chứa trong, bên trong thì nó có chứa chất lỏng và các cơ quan nội tạng, thì nó cũng có các hệ nó tương đối, nó phát triển và nó cũng chuyên biệt hóa, ví dụ như hệ cơ, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp đấy, rồi hệ tuần hoàn, bài tiết, sinh dục, hệ cảm xúc, thì nó có những cái hệ cơ quan như vậy, nó phát triển và nó nằm ở bên trong của cái lớp vỏ cứng nha. Rồi đây là một cái hình thể để cho các bạn thấy, ví dụ ở đây là cái đường tiêu hóa, đây hạ hầu, mô dưới, mô trên, rồi cái tuyến nước bọt nó tiết ra, rồi đây thức ăn nó vào hầu, rồi nó đi dần qua đây, nó đến cái thực quản đây các bạn, rồi đến tiền phòng, rồi đến cái phần ruột chữa, đấy, rồi nó đi ra cái ruột sau, rồi nó ra trực tràng, ra hậu môn, vân vân. Đấy. Rồi nó có những cái cơ quan như tim đây nha các bạn, nó có những cái dây thần kinh đây, những cái hạch thần kinh đây các bạn. Đấy. Thì các bạn thấy đây là cái hình thể bên trong của cái côn trùng. Xin lỗi, của côn trùng, của động vật tiếp xúc lớp côn trùng nha. Rồi đối với lớp nhện thì nó có cái cơ quan tiêu hóa gồm có nhiều túi và cơ quan hô hấp thì nhiều cái ống khí quản. Đấy. Rồi đó là cái lớp hình thể của lớp côn trùng và lớp nhện. Rồi về cái sinh thái thì nó có cái chu kỳ phát triển.
của cái TikTok. Thầy dùng từ từ đây thầy dùng cái từ TikTok, lâu lâu thì thầy sẽ sang kể cái từ động vật chân khớp hay động vật chân đốt, nhưng mà thầy dùng từ TikTok cho nó ngắn nha các bạn. Chu kỳ phát triển của TikTok thì nó có hai cái chu kỳ, hai cái loại chu kỳ phát triển hoàn toàn và chu kỳ phát triển không hoàn toàn. Thì chu kỳ phát triển hoàn toàn đó thì ấu trùng và cái con trưởng thành nó khác xa nhau về hình dạng và cái cách sinh sống. Ví dụ như muỗi hay là bọ chét thì nó có nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ như cái giai đoạn mà có con lăng quăng đấy với giai đoạn con trưởng thành, các bạn thấy đó, nó khác nhau hoàn toàn. Đây, còn cái chu kỳ phát triển không hoàn toàn thì ấu trùng và cái con trưởng thành thì nó có hình dạng và cái sống nó tương tự nhau. Tuy nhiên cái ấu trùng thì nó theo thời gian thì nó lớn dần lên, nó trở thành cái con trưởng thành, và ấu trùng thì giống như là một cái con chưa trưởng thành nên thành ra là nó không có cơ quan sinh dục, trong khi đó cái con trưởng thành thì nó có cơ quan sinh dục. Như vậy thì các bạn hiểu là chu kỳ phát triển hoàn toàn thì nó có nhiều giai đoạn trong cái chu kỳ phát triển của nó, và các cái giai đoạn này nó khác nhau về hình thể, về cách sinh sống. Còn cái phát triển chu kỳ phát triển không hoàn toàn á, thì nó là các giai đoạn nó giống nhau về hình dạng nhưng mà kích thước của nó khác nhau, và trưởng thành thì nó có cơ quan sinh dục, còn cái giai đoạn chưa trưởng thành thì nó không có cơ quan sinh dục nha. Rồi cái hình ở dưới là mô tả lại cho các bạn thấy, ví dụ như là cái con cái nó đẻ ra trứng, trứng là nó sinh nhộng, nhộng rồi ấu trùng rồi nó thành con cái. Còn có thể cái hình thể như thế này là con cái ra trứng rồi ấu trùng rồi nó trở lại cái con cái. Đấy. Về sinh thái thì cái chu kỳ chung của TikTok thì nó được thực hiện trên vật chủ và ngoại cảnh. Khi trưởng thành thì cái tiếp tục nói chung là nó ký sinh ở trạng thái không bắt buộc tạm thời hoặc là đa ký sinh, là ký sinh ở cái nhiều cái ký chủ khác nhau. Cái sự thích nghi của tiếp tục thì người ta nghiên cứu cái thích nghi với môi trường khí hậu, ví dụ như ánh sáng, áp suất không khí, nhiệt độ, hoặc là thích nghi với cái quần thể sinh vật, ví dụ thực vật và các động vật khác. Ví dụ như một số cái tiếp tục thì nó ưa cái chỗ cây rậm rạp, ưa cái chỗ có nước, ưa bờ ruộng, bờ sông, bờ suối vân vân. Một số chỗ thì ưa những cái nơi khô nhá. Rồi sự đối phó với tiếp tục của tiếp tục đối với các yếu tố chống lại chúng, tức là khi nhá có những cái yếu tố trong môi trường nó không thuận lợi cho tiếp tục, thì cái phát tán hay thay đổi vật chủ, thay đổi sinh thái của tiếp tục thì nó thay đổi để nó phù hợp với lại cái môi trường đó, để nó thích nghi với cái môi trường đó. Tức là cái trong cái quá trình phát triển thì nó có những cái đặc điểm nó ứng phó được với lại cái sự thay đổi bất lợi của môi trường để nó thích nghi và nó tồn tại, nó phát triển. Rồi cái phân loại của tiếp tục thì người ta căn cứ vào cái cách thở thì người ta chia ngành động vật chân khớp hay là tiếp tục làm hai cái ngành phụ. Đó là cái ngành mà thở bằng mang và ngành thở bằng khí quản. Đấy, cái ngành thở bằng mang đấy, ví dụ như là tiếng túc nói chung đấy, ví dụ như là cái lớp giáp xác, ví dụ như tôm, tôm tép đấy, thì ít liên quan đến y học. Đấy, còn cái ngành thứ hai là cái ngành thở bằng khí quản thì nó liên quan đến y học nhiều hơn. Thì cái mà chúng ta trao đổi ở trên đó, nó có hai cái lớp quan trọng, đó là lớp nhện và lớp côn trùng. Rồi cái lớp nhện thì nó có các bộ lớp, rồi đến bộ bộ thì nó có cái bộ bọ cạp, bộ nhện, bộ ve mặt. Ví dụ như trong cái các bạn học, ví dụ trong câu hỏi thi thầy có thể hỏi là lớp bọ cạp, bộ bọ cạp thì thuộc lớp nhện hay là lớp côn trùng, ví dụ như vậy. Còn cái tên ở đằng sau này thì các bạn đọc để biết nhé, chứ còn bảo các bạn mà học thuộc hết nhớ hết cái này thì nó quá sức các bạn nha. Rồi cái nhưng mà cái ví dụ như là những cái tên đặc biệt như các bạn này buộc phải nhớ này, cái ghẻ nó là Scabie, này các bạn phải nhớ nha. Riêng cái tên ví dụ như cái con cái ghẻ này nè, tại vì các bạn yêu cầu các bạn phải nhớ, tại vì nó các bạn là các bác sĩ sau này thì các bạn sẽ phải biết về cái bệnh lý bệnh bệnh ghẻ đúng không, và biết điều trị và phải biết cái tên của nó để làm gì, để khi các bạn quên đó các bạn có thể tra được đúng. Các bạn xác định đó là bệnh gì, các bạn ít nhất là bạn có thể không nhớ được cái từ tiếng Anh của cái bệnh cái ghẻ là gì, thì các bạn nhớ được cái tên của con cái ghẻ này thì các bạn tra thì nó sẽ ra được. Thì đó là một cái yêu cầu gần như là bắt buộc để các bạn có thể phát triển được cái nghề nghiệp của bạn.
nha. Chứ còn không, các bạn có một bệnh nhân tới trước mặt mình và lâu nay mình không có điều trị, mình không biết, sau đó mình nghĩ là cái ghẻ nhưng mà mình không biết cách là điều trị như thế nào, tra không được, không biết cập nhật gì hay không, thì sẽ rất là khó khăn các bạn. Đấy, nên yêu cầu các bạn thì có những chỗ thầy nhấn mạnh thì các bạn nhớ để dùng cái ghẻ Sacoscapia. Rồi cái ve thì nó có là ve cứng và ve mềm nha các bạn. Rồi đến lớp đây là cái lớp nhện nha các bạn. Lớp nhện thì có ba bộ: bộ cạp, bộ nhện và bộ ve mặt. Thì ở cái bài thầy sẽ có một cái bài trao đổi với các bạn về các cái họ ở trong cái bộ ve mặt này, bộ ve mờ mặt nhé. Đấy. Rồi thứ hai là cái lớp côn trùng. Lớp côn trùng thì nó có các cái bộ, bốn cái bộ sao, tức là cái bộ hai cánh, bộ bọ chét, bộ chí rằn và bộ rẹp. Bộ hai cánh nó là Diptera nhá. Thì bộ hai cánh thì người ta chia tiếp xuống hai cái phụ bộ hay là bộ phụ. Bộ phụ của nó là bộ nhỏ hơn của nó đó. Thì nó có bộ phụ rau ngắn, thường nó có dưới ba đốt, ví dụ như là điển hình tiêu biểu đây là ruồi. Đây. Và cái bộ phụ rau dài nó có trên ba đốt, đó là mũi nha các bạn. Rồi các bạn nhớ các bộ khác là có bộ bọ chét này, bộ chí rằn và bộ rẹp nhá. Ở trong cái bài cụ thể, cái bài chuyên đề tiếp theo, thầy sẽ giảng cho các bạn về cái bộ hai cánh này của cái lớp côn trùng. Đấy. Rồi, như vậy thì trong cái phân loại này các bạn có cái khái niệm chung, và sau đó thì thầy sẽ có hai cái bài sau đó, là thứ nhất là cái bộ ve mặt của cái lớp nhện và thứ hai là cái bộ hai cánh của lớp côn trùng, để cho đây là những cái nhóm tiếp tục mà nó có phổ biến và nó đóng vai trò quan trọng nhất trong y học. Thầy sẽ trao đổi với các bạn. Rồi cái cách phân loại theo y học đó, thì chúng ta có thể phân loại theo cái hướng gây bệnh hay không gây bệnh. Thì chúng ta có thể phân lên cái tiếp tục mà trực tiếp gây bệnh và tiếp tục là trung gian truyền bệnh. Cái tiếp tục mà trực tiếp gây bệnh, ví dụ như cái ghẻ là các bạn biết rồi đúng không, hoặc là ấu trùng ruồi như là bệnh bọ dòi, rồi cái bọ chét Tunga penetrans, hoặc là động vật có nọc độc, ví dụ như nhện, bò cạp, ong kiến. Thì các bạn biết đó, là ở Việt Nam chúng ta đấy, nó có nhiều loại nhện, các bạn thấy có những cái con nhện lớn, tuy nhiên là nó hiếm khi nào mà nó có độc. Còn các bạn biết là ở một số cái nước ở Mỹ, ở châu Mỹ, ở châu Phi thì nó có rất là nhiều cái loại nhện hay là bọ cạp mà nó tiết ra cái độc tố nó gây, có thể gây chết người. Ví dụ như các bạn biết là ở Úc á, thì người ta có hẳn một cái ngành, tức là các bạn biết là trong bệnh viện đấy, trong cái nghề y của chúng ta, trong các bệnh viện nó có cái là cái khoa hồi sức tích cực chống độc. Cái chống độc trong đó thì nó có bao gồm cả những cái vấn đề độc tố và có độc tố do nhân tạo và độc tố tự nhiên. Tự nhiên thì có thể do những cái động vật tiếp xúc như thế này các bạn, ví dụ như do rắn, tức là do những động vật khác như rắn, rồi những tiếp xúc như là bọ cạp này, nhện này. Thì bọ cạp, nhện thì ở chúng ta thì chúng ta không có nhiều cái tai nạn mà do cái nhện hay bọ cạp độc, thì chúng ta không có cái huyết thanh. Còn ở Úc nó có hẳn một cái ngành mà nó có cái huyết thanh kháng nọc bọ cạp hay là kháng cái nọc nhện nha các bạn. Đó. Rồi các bạn, chắc trong số các bạn thì cũng có một hai người là từng bị ong đốt rồi đúng không? Có những người thì bị phản ứng rất là mạnh nhé. Đó là do cái độc tố của ong nha. Rồi còn đa phần các cái động vật chăn ấp thì nó gây ra những cái phản ứng tại chỗ như ngứa, dị ứng, nổi mề đay, nổi mẩn xung quanh cái vị trí mà bị đốt. Đó là cái phản ứng tại chỗ. Rồi có một số cái động vật nó gây, nó hút máu, nó gây bại liệt như ve, hay là có một số cái tiếp xúc này nó ký sinh ở gan nha, nó gây bệnh ở gan. Rồi còn cái nhóm còn lại là cái nhóm động vật chăn khớp là trung gian truyền bệnh, thì nó dễ rồi đúng không, ví dụ như là ruồi,
mũi thì nó là trung gian truyền một số bệnh, trong đó cụ thể ví dụ như mũi thì nó có thể truyền bệnh sốt xuất huyết hay là sốt rét nha. Rồi đây cái trung gian truyền bệnh, động vật chân khớp là trung gian truyền bệnh thì nó có ruồi, mũi, chí, rặng rẹp này, bọ chét hay là ve mạc này. Rồi đối với động vật chân khớp là tác nhân gây bệnh thì như ở diễn giải ở trên thầy có trao đổi với các bạn rồi, tức là ấu trùng ruồi thì nó có thể gây bệnh bọ dòi ở da và các xoang tự nhiên. Đấy. Còn cái ghẻ, cái con ghẻ, người ta gọi cái ghẻ thì nó ở da, nó gây ra bệnh ghẻ đó. Đấy, bọ chét vân vân là những cái ký sinh trùng cái tiếp xúc khác như là Lingua thula đấy thì nó ký sinh ở gan. Đấy. Còn bọ cạp, ong, kiến, rết hay là ve thì thầy đã trao đổi giải thích cho các bạn ở slide trước rồi. Rồi cái động vật chân khớp là trung gian truyền bệnh thì nó có, người ta còn phân biệt thêm một tí nữa, đó là trung gian truyền bệnh cơ học và trung gian truyền bệnh sinh học. Thì các bạn để ý chỗ này, nó có sự phân biệt này. Trung gian truyền bệnh cơ học tức là nó giống như yếu tố nó vật lý thôi, tức là cái mầm bệnh nó được vào ở trong cái nó được cái tiếp xúc đó mang rồi xong nó chuyển từ cái động vật mà nó đốt, nó hút máu đó, là nó sang một cái động vật khác, hay là nó cái động vật trước mà nó lấy thức ăn đó thì nó lấy cái mầm bệnh nó đi theo thôi, nó chuyên chở qua một cái động vật khác hay là một cái vị trí khác, thì đó là cái cơ học thôi, tức là nó chuyển từ chỗ này sang chỗ khác đơn thuần là về mặt vật lý. Thì đó là cái ví dụ như chẳng hạn như ruồi, ruồi nó lây một số cái vi trùng, ví dụ như là từ phân nhiễm khuẩn đấy thì nó bay, nó đậu vào phân xong cái là cái chân của nó mang cái chân vào trong cái vòi hút của nó xong cái nó mang nó đậu vô cái đĩa thức ăn, ví dụ vậy, thì chúng ta ăn vào thì nó chuyển từ chỗ phân qua cái thức ăn và một người khác bị nhiễm nhé. Thì đó là cái trung gian truyền bệnh cơ học. Còn cái thứ hai các bạn phân biệt nó trung gian truyền bệnh sinh học, tức là cái mầm bệnh này khi nó đi vào trong cái cơ thể của động vật chân đốt thì nó có quá trình một phần của chu kỳ phát triển của nó được phát triển trong động vật chân đốt, thì cái này nó cũng không khó để cho các bạn mường tượng. Thì ví dụ như là cái mũi Anopheles đó, nó truyền bệnh sốt rét đó, thì ký sinh trùng sốt rét thì các bạn được học trong cái bài của Cô Chi rồi đấy, thì cái Plasmodium đấy thì nó vào ở trong, nó có một giai đoạn phát triển ở trong cơ thể của mũi. Thì khi mà con mũi nó hút máu từ một cái người mà bị sốt rét đó, thì nó hút máu thì ký sinh trùng nó đi vào và cái giai đoạn nó có những cái giai đoạn phát triển, và sau đó thì cái sinh trùng sốt rét nó sẵn sàng ở cái tuyến nước bọt của cái con muỗi đó, và khi nó đốt một cái người lành thì trong quá trình đốt hút máu thì nó truyền luôn cả cái ký sinh trùng sốt rét sang đấy. Thì nó không phải là chuyên chở đơn thuần mà là cái ký sinh trùng này nó còn cần cái tiếp xúc này ở trong một cái giai đoạn phát triển của nó, và nó vừa làm cái nhiệm vụ chuyên chở mà nó vừa làm cái nhiệm vụ là nơi sinh trưởng phát triển của cái tiếp tục à, xin lỗi, của cái mầm bệnh nha các bạn. Rồi rồi các phương thức truyền bệnh của tiếp tục thì cái cơ chế truyền bệnh thì nó gồm các cái giai đoạn là gồm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nó nhiễm vào vật truyền, nó phụ thuộc vào cái miệng, cái cấu trúc của miệng, cái nước bọt, cái màng tiêu hóa của động vật. Giai đoạn thứ hai là nó nằm ở trong cái vấn đề trong cái trung gian truyền bệnh cơ học đó, tức là mầm bệnh nó phát triển bên trong của động vật thì mầm bệnh nó có thể tăng sinh và hoặc là nó biến đổi hình dạng mầm bệnh nhé. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn truyền bệnh, thì mầm bệnh nó được truyền, nó đi theo các phương thức ví dụ như là bằng nước bọt, nó đi theo nước bọt của vật truyền, hay là cái tác động mửa của bọ chét, hay là cái phóng tích mầm bệnh ở trên da, hay là thải mầm bệnh theo phân, hay là thải mầm bệnh theo dịch háng, hay thải mầm bệnh theo cái vật truyền bị đè bẹp đấy, hay là do nút, hay là do cọ xát đấy, đó là những cái phương thức có thể nó truyền cái mầm bệnh, những cái đường vào, những tạo ra những cái cách để nó đi vào trong cơ thể của cái vật chủng mới, hay là nếu mà đối với người thì đối với là cái người mà cái vai trò này là mình xem như là cái người lành đấy, thì nó có cái những cái phương thức như vậy trong cái giai đoạn truyền bệnh nhé. Rồi cái phần đầu tiên là giới thiệu về cái động vật chân khớp, thì thầy có một số cái giới thiệu chung với các bạn như vậy, không biết các bạn có ý kiến trao đổi gì không
trước khi thầy chuyển sang cái phần mới, cái bài ruồi và muỗi nha. Các bạn có nghe, các bạn có thấy được hình ảnh rõ không? Rõ. Dạ có ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, trong lúc chờ các bạn có ý. Dạ, em đọc có thấy là phương tiện truyền bệnh của tiết túc thì truyền có thể truyền gió tắc nghẽn tiên phong. Thì nãy ở theo cái hình mà về côn trùng của thầy là cái tiên phong là cái đoàn ở phía trước cái ruột giữa của nó ấy thầy, tức là giống như là cây dạ dày ở người mình ấy ạ. Thì nếu như mà tiên phong nó bị tắc nghẽn thì tại sao này có thể truyền được bệnh ạ? Bởi vì ở đấy người ta có ví dụ đó là ví dụ như là muỗi cát truyền trong đó đường máu Leishmania đi ạ. Thì nó nói là truyền là từ chất ứ mửa do tắc nghẽn tiên phong ạ. Thì thầy có thể giải thích rõ hơn vào này không ạ? Rồi, cảm ơn em. Thì cái cơ bản là cái phần tắc nghẽn đấy là cái phần mà cái mầm bệnh ở đây nó tập trung tại cái vị trí đó nhá. Thì do cái quá trình mà tắc nghẽn thì tắc nghẽn ở phía trước nên thành ra là trong cái quá trình cái mầm bệnh nó vào trong cơ thể, nó có thể có giai đoạn nó phát triển tại đó, hoặc là khi mà nó hút máu vào thì cái mầm bệnh nó ở cái phần đó sẵn sàng, và trong cái động tác mà nó đi chích đi hút máu của một cái ký chủ mới thì cái quá trình đó nó gần như là một cái động tác nó mửa, nó đẩy vào, thì cái mầm bệnh nó ở cái vùng đó nó có một cái cơ thắt ở cái phần cuối của tiền phòng và nó bắt đầu nó đẩy vào cái phần trước, nó đẩy cái nước bọt và để cả luôn cái mầm bệnh nó đi vào ở trong trong cơ thể của cái chủ mới nha. Đó, và đó là cái cách thức mà nó gây ra truyền cái mầm bệnh cho cái chủ mới. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ thầy ơi, cho em hỏi chỗ mà thải mầm bệnh qua dịch háng á thầy, là có nghĩa là sao ạ? À, cái phần mà thải mầm bệnh qua cái dịch háng đó thì nó do một cái để thầy mở lại cho các bạn. Đây, cái loại các bạn có thấy slide không? Cái loại ve, cái đây là loại ve mềm nhé. Cái do cái loại ve này nó thải cái mầm bệnh qua cái dịch của nó, cái dịch tiết ra từ cái vùng được xem là trong trong cái cấu trúc của nó được xem là cái vùng háng đấy, thì nó tiết qua cái dịch đó là mầm bệnh nó thải qua, nhưng nó không giống như là ruột nó không giống như là muỗi thì nó thải qua nước bọt, cái mầm bệnh nó không đi theo bằng con đường nước bọt mà ở đây bằng cái dịch nó tiết từ cái vùng dịch háng và cái mầm bệnh nó đi theo đó và nó đi vào cái ký chủ mới của nó nha. Các bạn có thấy được cái slide đây là bỏ chia. Đây các bạn thấy cái dịch háng này là do cái ve này các bạn nhé, cái ve mềm truyền nhé. À, thì nó do cái động vật chân khớp này nó truyền, thì nó tùy theo cái loại cái phương thức mà nó tác động lên cái ký chủ. À, ví dụ như đa phần cái ruồi muỗi thì nó bằng cái nước bọt của nó nhé. Rồi còn ví dụ như ở đây một số loại ve mềm đó thì nó thải qua cái dịch háng, còn một số cái triatoma đó là cái bọ xít hút máu đấy, triatoma đó thì nó lại truyền theo phân, thì nó tùy theo cái loại tiết túc mà nó có cái phương thức truyền bệnh khác nhau em nhé. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn em.
Dạ thầy ơi. À, mời em. Dạ thầy ơi, thầy cho em biết thêm về cái sót sót hồi quy thôi. Cái sốt hồi quy hả? Bệnh Borrelia hả? Dạ đúng rồi. À, bệnh Borrelia thì trong cái bài sau thì thầy sẽ có cái bài nó liên quan đến cái Borrelia. À, thì thầy sẽ trao đổi trong cái bài về cái phần về mọi mặt nhé. À Thì dạ các em bạn. cảm ơn. Dạ. À. Thầy ơi thầy, Ừ, mời em. dạ cái bệnh sốt huyết quy đấy là có phải cái Borrelia đấy là nó cũng truyền qua cái dịch kháng đấy đúng thầy? Borrelia nó qua có thể qua cái dịch kháng đúng rồi. Dạ. Thì khi mà cái Borrelia đấy nó đốt vào người mình thì cái dịch kháng đấy nó theo đường nào để nó sang người mình thầy? Thì qua cái vết đốt nó dịch nó tiết xuống rồi nó sẽ dính trên cái vùng da và nó theo cái vết đốt là có sẵn, cái đường vào là có sẵn do cái tiếp xúc này nó đốt, do con ve này nó đốt nhá. Nhưng mà không phải là nó đốt bằng miệng ở đây, tức Nó là đốt từ đốt từ bằng từ miệng, cái háng. nó đốt bằng, nhưng mà trong quá trình mà nó bám vào trong cái cơ thể đó thì nó tiết vào nó cùng một cái vị trí, dù nó đốt bằng miệng thì nó còn lưu lại ở trong cái trên cái cơ thể của ký chủ, và trong cái quá trình đó thì nó tiết ra cái dịch và dịch nó sẽ đi theo, nó có vết thương sẵn nó sẽ đi vào, nó không phải là cùng một lúc. Rồi. À, như vậy thì các bạn có quan tâm, các thầy rất là mừng thì các bạn có để ý, có quan tâm đến những cái loại tiết tấu này. À, ngày xưa các thầy học thì thường thông thường cái phần này là nó phát phần rất là nhàm chán, tại vì nó đơn thuần giống như về học về về sinh học chung vậy đó ha. Thì hôm nay rất là mừng thì các bạn có những cái liên hệ trong với cái bệnh lý, những cái bệnh lý mà chúng ta rất cần trọng y học. Rồi, như vậy thì thầy sẽ trao đổi tiếp với các bạn một bài trong cái lớp côn trùng hai cánh nhé. À, hôm nay có các bạn thầy trao đổi một bài này nữa. Và buổi sau thầy sẽ trao đổi với các bạn về cái lớp nhện nhé. Các bạn thấy được cái slide slide động vật chân thực, lớp côn trùng và ruồi và muỗi chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, các bạn nghe. Rồi cái slide trước thầy chiếu lại cho các bạn cái lớp côn trùng có bộ hai cánh, bộ bò chét, bộ trí rặng và bộ rệp. À, thì thầy nhắc lại một tí để cho các bạn dễ sâu chuỗi, dễ nhớ. Tức là trong cái phần trước giới thiệu về đại cương đấy, thì trong cái tiết tấu y học ấy, thì có nhiều cách phân loại, trong đó cách có cái cách phân loại theo cái cách thở, thì người ta chia ra làm cái thở bằng bằng mang nhá, và cái thở bằng bằng khí quản. Thì trong đó thì có cái về mặt y học có cái hai lớp quan trọng, đó là lớp côn trùng và lớp nhện. Đấy, về mặt y học là chúng ta nghiên cứu đây là tiết tấu y học nên chúng ta sẽ tập trung vào những phần đó. Thì lớp côn trùng nó rất là nhiều, thì ở đây thầy chỉ trao đổi với các bạn đó là những cái côn trùng phổ biến và nó có vai trò quan trọng nhất trong số các cái tiết tấu thuộc cái lớp này thôi. Đấy, thì ở đây thầy tập trung cho các bạn cái lớp bộ hai cánh là Diptyria. Còn cái bộ bò chét, trí rặng hay là rệp thì các bạn có cái quan tâm á, thì các bạn đọc thêm nhé. À, cái này nó cũng có cái vai trò y học hết đấy nhé, nhưng mà vấn đề là cái nổi trội hơn và cái phổ biến hơn. Thì trong cái khuôn khổ của cái phần này thì thầy giảng cho các bạn được bố trí cho các bạn vài tiết để thầy trao đổi với các bạn cái phổ biến nhất thôi. Rồi thì các bạn biết cái lớp côn trùng là Insecta đấy, thì nó có chiếm tới khoảng 80% tổng số loài động vật không xương sống trên trái đất. Trong cái nhóm mà động vật không xương sống đó, thì riêng cái số loài và số lượng của nó là chiếm 80% rồi trên trên trái đất nha các bạn. Cái con trưởng thành thì nó có 6 chân nha. À, nó khác với lại cái lớp nhện nha các bạn. Lớp nhện là ấu trùng là 6 chân, trưởng thành là 8 chân. Còn đối với lớp côn trùng thì con trưởng thành nó có 6 chân. À, các bạn nhớ nhé. À, cái này là không phải thầy đánh đố đâu, nhưng mà trong cái bài thi á, thì nó rất là rõ ràng, thầy nhắc đi nhắc lại để cho các bạn phân biệt. Đó là một cái trong cái học phần ký sinh trùng này, thì về cái tiết tấu thì các bạn phải phân biệt được, nên thầy yêu cầu sẽ rất là rõ, tức là có những cái câu mà các bạn không được nhầm lẫn. Đấy.
Rồi cái phương thức lấy thức ăn đó, phương thức dinh dưỡng đó, thì khác nhau tùy theo cái loài. Có thể có loài nè, nó lấy thức ăn bằng phương thức là nghiền, có loài hút, có người có loài thì nó liếm thức ăn thôi. Cái loại hút thức ăn trong đó, loại nghiền hút hay liếm thì trong đó cái loại hút thức ăn thì nó có liên quan đến y học nhiều nhất, và nó được chia làm hai nhóm. Nó dựa vào cái quá trình phát triển, là nhóm có chu kỳ phát triển biến thái không hoàn toàn, và nhóm có chu trình phát triển biến thái hoàn toàn, giống như cái phần ở trong cái slide trước thầy đã giới thiệu cho các bạn. Đấy, như thế nào là hoàn toàn, như thế nào là không hoàn toàn. Rồi cái bộ côn trùng hai cánh này thì nhắc lại thì nó chiếm đa số trong cái ngành động vật chân khớp, và nó bao gồm cái loại hút máu và loại không hút máu. Thì thường bộ côn trùng hai cánh này, cái Diptera này, nói rõ ra đó là ruồi và muỗi này, thì nó thường là trung gian truyền bệnh do virus, ký sinh trùng. Đấy. Cái hình dạng chung thì nó có một cái vòi thẳng, một cặp cánh, một cặp xúc điện hàm, một cặp râu. Râu thì nó có nhiều đốt, và dựa vào số đốt của râu, cái râu phía trước các bạn, thì dựa vào cái số đốt ở cái râu này thì người ta chia làm hai cái bộ phụ nhé, là bộ phụ râu ngắn và bộ phụ râu dài. Bộ phụ râu ngắn thì thông thường là nó có từ 3 đốt trở xuống, thì điển hình là ruồi. Bộ phụ râu dài thì nó có trên 3 đốt, điển hình là muỗi. Rồi cái thứ nhất là bộ phụ râu ngắn, thì ở đây chúng ta nghiên cứu về ruồi. Thì nó cái râu của nó gồm có 3 đốt, và cái xúc điện hàm thì nó từ 1 cho đến 3 đốt. Nó có cái cánh nó rộng và chân nó ngắn. Nó phân biệt với lại mũi, các bạn thấy phân biệt được với mũi chưa? Cánh mũi thì nó sẽ hẹp hơn và chân mũi nó dài hơn nhá. Râu mũi nó dài hơn và râu ruồi nó thì ngắn hơn nhá. Sau cái bài này các bạn phân biệt được ruồi và mũi nhá. Rồi về phương diện y học thì người ta chia làm hai nhóm, là nhóm có bộ phận miệng kiểu chích và nhóm có bộ phận miệng kiểu hút. Thì nó cũng gần như nó đùa với các bạn thì nó giống như Sike vậy đó, không chích thì hút nhá. Thì nói để các bạn nhớ thôi, hình mường tượng để các bạn nhớ thôi. Nhóm có bộ phận miệng kiểu chích thì nó có cái họ Tabanidae và họ Muscidae. Còn nhóm có bộ phận miệng kiểu hút thì nó có họ Calliphoridae, Sarcophagidae và Muscidae nhá. Nó có bộ phận miệng kiểu chích nè, bộ phận miệng kiểu hút nè, các bạn nhớ nè. Rồi tóm lại trên cái slide này các bạn nhớ nhé, tức là cái đặc điểm chung của bộ phụ râu ngắn, hay là cụ thể ở đây là các loại ruồi đó, là râu ngắn 3 đốt, cánh rộng, chân ngắn. Rồi chia hai nhóm nhỏ về mặt phương diện y học là nhóm kiểu chích và nhóm kiểu hút. Rồi những cái họ quan trọng ở đây, họ Tabanidae hay là còn gọi là ruồi trâu, các bạn thấy quen thuộc không nhá? Ruồi xung quanh chúng ta đúng không, thì các bạn có thể 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 biết được, để ý thì các bạn sẽ và là rất là dễ hình dung những cái kiến thức trong các bài học này, khi mà các bạn liên hệ với xung quanh. Thì nó gồm các cái giống quan trọng như Tabanus, Chrysops hay là Hematobuta nhá. Cái về mặt hình thể đó thì nó kích thước là thay đổi tùy loại, có loại từ 6 mm tới có loại từ 25 mm. Các bạn cứ mường tượng ở trên cái kích thước ở trên bàn tay hay trên cái bàn, các bạn nhớ đấy, tức là khoảng nửa phân cho đến 2 phân rưỡi, có loại nó rất là lớn nha các bạn. Nếu các bạn có chăn trâu chăn bò đấy, thì các bạn thấy những cái con ruồi đó nó to cỡ nào, con ruồi nó to bằng cái ngón tay út, có khoảng có thể tới 1 phân rưỡi đó. Thông thường mình có những con ruồi nó to khoảng 1 phân rưỡi, tức là khoảng 15-17 mm nha các bạn. Còn có những cái nơi có thể phát hiện được ruồi nó tới 2 phân rưỡi, tức là 25 mm. Đặc điểm của nó là mắt to, đầu rộng nhá, thân màu xám hoặc là đen, nó tùy vào loại. Thì trong cái họ này thì nó có nhiều loại. Thì nó xám, có loại thì nó là màu xám, có loại là nó là màu đen. Con đực á, thì cái cặp mắt nó sát nhau, còn con cái á, là cặp mắt nó
xa nhau. Đây là một cái đặc điểm để định 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 phái tính của con ruồi nhé các bạn. Khi bắt các bạn bây giờ nói đùa là các bạn đã phân biệt được ruồi và mũi, thứ hai nó bắt được con ruồi, các bạn biết con nào là con đực, con nào là con cái rồi đúng không nhá. Rồi đây là cái đặc điểm phân biệt nhé, con đực là cặp mắt sát nhau, còn con cái là cặp mắt xa nhau. Rồi cái về mặt tập quán thì cái ruồi cái họ Tabanidae này đó, thì nó sinh sống ở vùng nhiều cây cối bóng mát, nó bay khỏe và nó bay được xa. Cái con cái thì thường nó hút máu người động vật vào lúc sắc sớm và hoàng hôn nhé. Con đực thì nó hút các dịch hữu cơ. Các bạn chắc là trong số các bạn có bạn từ nhỏ có chân trâu đúng không? Các bạn thấy cái con ruồi trâu nó đốt, nó hút đau kinh khủng lắm, nó hút máu nhiều lắm nha các bạn. Còn cái ruồi mà chúng ta thấy cái ruồi mà nó bay đậu thức ăn này, nó không có hút máu, nó đỡ. Còn cái con ruồi trâu này nó hút máu khủng khiếp nha các bạn thấy. Rồi cái chu kỳ phát triển thì con cái con ruồi cái nó đẻ trứng, và trứng thì nó sau một giai đoạn nó chuyển thành ấu trùng ăn thịt, rồi sau đó nó chuyển sang cái giai đoạn nhộng, rồi sau đó nhộng nó lột xác, nó trở thành cái con trưởng thành, và trưởng thành thì cái con cái nó lại đẻ trứng và nó lặp lại cái chu kỳ này nha. Rồi cái ruồi Tabanidae này, các bạn đặt bút xuống các bạn ghi giùm thầy nhé. Thầy vẫn yêu cầu đấy, tức là các bạn đang học cái họ ruồi Tabanidae. Các bạn làm ơn lấy bút xuống ghi bên cạnh mình cho nhớ, còn không thì sau này trong cái bài thi đó thì các bạn thầy chỉ nêu cái tên là ruồi Tabanidae thôi, hoặc là Tabanidae là loại gì thôi, các bạn phải biết nó là ruồi họ Tabanidae nhé. Rồi đây là cái trung gian truyền bệnh, ruồi Tabanidae là trung gian truyền bệnh của các cái loại bệnh này, dung chỉ loa loa này, ở người và khỉ ở châu Phi, thì nó được truyền bởi cái loại này các bạn, cái loại cái giống Rhizop thuộc cái họ Tabanidae này, tức là nó có ba giống quan trọng. Thì cái dung chỉ loa loa là nó truyền do cái giống ruồi giữa này, dừa Rhizop. Rồi hay là bệnh anthrax là do vi khuẩn Bacillus anthracis, thì thường đây là bệnh của gia súc như ngựa và người, thì nó được truyền bởi cái ruồi cái giống ruồi Tabanus nhá. Rồi còn cái bệnh, nó có cái bệnh tularemia là do vi khuẩn Spathorella tularensis, thì nó cũng do ruồi Tabanus hay là ruồi Crisop truyền nhá. Rồi hoặc là một số các bệnh khác như là bệnh trypanosoma ở trâu bò ngựa, hay là nhiễm trùng huyết do cái Pasteurella polygeri nhá, thì nó cũng do cái ruồi các cái giống ruồi trong cái họ Tabanidae đó. Đấy. Như vậy ở đây ít nhất các bạn nhớ được những cái tên nó hơi khó nhớ thì các bạn biết, nhưng ít nhất các bạn nhớ được cái thông điệp ở đây là cái ruồi Tabanidae này, các bạn nhớ được kỹ nữa thì tốt, là cái giống Crisop thì nó truyền được cái bệnh dung chỉ loa loa ở kể cả người và khỉ ở châu Phi. Không biết thầy có giải thích cho các bạn chưa, lý do tại sao ở châu Phi mà chúng ta vẫn học đúng không? Tại vì trong cái xã hội toàn cầu hóa đó, thì do dịch Covid nên nó hạn chế một tí, chứ còn nếu không thì cái giao dịch giao thương bình thường thì các bạn có thể tại sáng ở ngày hôm nay ở châu Phi, ngày mai ở Việt Nam. Nên thành ra có thể một cái bệnh nhân nào đó, các bạn sẽ gặp một bệnh nhân nào đó, họ hoàn toàn họ đến Việt Nam là họ ở cái giai đoạn biểu hiện bệnh nha các bạn, còn ủ bệnh lây bệnh là nó hoàn toàn ở cái xứ trước khi họ đến mình. Nên thành ra các bạn không có kiến thức thì các bạn không có thể nào mà điều trị được, chưa nói là rất là nhiều người Việt Nam hiện tại đó là sinh sống làm việc và đi lao động ở châu Phi và trở về. Đấy. Thứ hai nữa thì các bạn cũng có kiến thức để các bạn có thể chính bản thân các bạn hoặc là các bạn tư vấn cho những người mà chuẩn bị đi đến những cái vùng như châu Phi nha.
Đấy. Thì cái kiến thức này nó rất là quan trọng, và nó chỉ là cái trong cái phần giảng của thầy á, thì thầy cũng mong muốn đó là một cái định hướng để cho các bạn tiếp tục, các bạn tìm tòi, các bạn phát triển thôi, chứ không phải là đây là cung cấp toàn bộ kiến thức và các bạn chỉ học chừng này. Các bạn có thể học, chắc chắn các bạn phải học nhiều hơn những cái mà thầy định hướng cho các bạn. Ở đây không mang tính chất là giao cho bạn cái gì là các bạn chỉ học cái đó, mà là mang tính chất định hướng giúp cho các bạn cái đường đi thôi nhé. Rồi cái họ thứ hai, họ ruồi thứ hai là họ Muscidae. Các bạn có theo kịp không vậy? Cái họ đầu tiên là họ Tabanidae. Các bạn nhớ nó là tác nhân truyền bệnh chính là bệnh dung chỉ loa loa ở châu Phi cho người nha. Đó. Và các bệnh khác các bạn nhớ được tốt là Trypanosoma. Rồi các bạn chuyển qua nhé, chuyển từ qua là họ Muscidae. Nó có cái giống ruồi ở đây, cái giống ruồi quan trọng là Glossina. Đây. Cái ruồi Glossina này nó có cái tên đó, cái tên địa phương ở châu Phi á, tên là Texas. Các bạn có thể search lên trên mạng nó rất là nhiều cái tên nó hay. Thì trong cái giống ruồi Glossina hay là Texas này thì nó gồm hơn 20 loại ruồi nhá. Và đa phần là nó ở châu Phi. Vài loại thì nó truyền bệnh cho là trung gian truyền bệnh cho người và thú. Cái hình thể của nó thì cái ruồi này nó nhỏ hơn Tabanidae. Ví dụ Tabanidae hồi nãy là từ khoảng 5 từ 6 cho đến 25 mạch xin lỗi mm, thì ở đây nó khoảng từ 6 đến 13, tức là kích thước của nó thì nó thường là khoảng một nửa đến 2 phần 3 của cái ruồi trâu hay ruồi Tabanidae. Đấy. Cái cánh của nó thì thường là cái cánh màu nâu nhạt và có cái đường gân nổi rõ. Và khi đậu thì nó xếp, các bạn thấy đây, khi đậu thì nó xếp xếp xéo cái cánh giống như hình cái kéo ấy. Đấy. Nó xếp chéo lại. Cái vòi thì nó đưa ra phía trước, phần to ở góc và nó dài bằng cái xúc miệng hàm, thì cái mô dưới của nó ở cái dạng là dạng kiểu chích. Cái ruồi Muscidae hoặc là cái giống ruồi Glossina này đó, thì cái về tập quán thì nó có thể bay khá là xa, nó có thể bay được 4 cây số hoặc là trên 4 cây số. Các bạn nó khá xa đúng không các bạn? Đấy. Cái con đực và con cái thì nó đều hút máu người và động vật, và nó thường là hút vào ban ngày. Đấy. Cái Glossina thì nó bị thu hút mạnh bởi cái màu đen và màu xanh. Đó, đây là một cái đặc điểm mà các bạn để ý nè. Các bạn để ý và giải thích, và các bạn nhớ là trong cái xã hội toàn cầu hóa đó, thì các bạn thận trọng khi các bạn ở một cái nơi nào đó. Thầy nhắc luôn một cái dịp, thầy nhắc luôn nhé, sau này các bạn có dịp để các bạn làm việc với nhiều người nước ngoài ở nhiều cái sắc tộc khác nhau, thì các bạn thận trọng khi giải thích những cái vấn đề như thế này. Khi giải thích về vấn đề chủng tộc, các bạn hết sức thận trọng. Về mặt khoa học chúng ta đúng hết, nhưng mà ở cái cách giải thích thì các bạn nhớ giải thích cho nó rõ. Còn nếu không đó, người ta nói mình phân biệt chủng tộc thì nó rất là nguy hiểm. Có những cái nơi thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho các bạn. Các bạn nói phân biệt người da đen, người da trắng, rồi người da vàng này kia thì nó rất là nguy hiểm nha. Ở trong cái bài này nhân tiện thầy xin nhắc các bạn để sau này các bạn có làm việc với trong cái môi trường quốc tế thì các bạn cũng để ý giùm thầy. Đấy. Tức là các bạn nhớ là cái ruồi Glossina này đó, thì cái người da đen đó, nó thích màu đen với màu xanh, nên thành ra là da đen đó, là nó thu hút, và do đó là nó đốt nhiều hơn là so với nếu mà hai người da đen và da trắng đi với nhau cùng với nhau, thì cái người da đen bị đốt nhiều hơn người da trắng nha. Đây là giải thích hoàn toàn về mặt khoa học nha các bạn. Rồi về cái chu trình phát triển đó, thì cái ruồi Glossina này, cái họ Muscidae, nó khác với Tabanidae. Cái ruồi này ruồi đẻ ấu trùng nha các bạn quay lại này. Tabanidae thì nó đẻ trứng nha các bạn nha. Rồi Muscidae thì nó đẻ ấu trùng. Các bạn để ý nha, coi chừng lẫn lộn. Và chỗ này thì thầy trong cái khuôn khổ bài này thì thầy yêu cầu các bạn phải nhớ, thầy các bạn nhớ các bạn mới thi được. Cái ruồi cái Muscidae nó đẻ ấu trùng, và ấu trùng thì nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn nhộng, và sau đó nhộng nó lột xác, nó chuyển thành cái giai đoạn con trưởng thành. Rồi nó có cái vai trò y học gì? Thì đây là trung gian truyền bệnh rất quan trọng ở người và gia súc. Nó truyền cái bệnh ngủ và nó truyền cái tác nhân Trypanosoma, cái bệnh ngủ châu Phi.
Các bạn có nhớ Trypanosoma trong cái bài trước thầy giảng cho các bạn chưa? Các bạn nhớ không? Dạ có. À, rồi tốt, các bạn liên hệ đấy. Đấy. À, tức là các bạn hiểu nó nằm trong cùng một cái học phần về ký sinh trùng, nhưng mà đây cái loại tiếp tục là trung gian truyền bệnh, còn cái kia đó thì nó là cái loại đơn bào nhá. Trypanosoma là một cái đơn bào ký sinh ở ở máu và mô nhá, nó gây ra cái bệnh ngủ ở châu Phi. Các bạn liên hệ nó hay lắm các bạn, cái phần ký sinh trùng này nó hay lắm. Các bạn học và bạn liên hệ được thì sau này nó giải thích được nhiều cái bệnh lý, và các bạn hiểu các bạn mới có thể chẩn đoán được cái bệnh, định hướng được chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt các bệnh khác. Thì chúng ta có thể học lý thuyết nhiều lắm nhưng chúng ta không hiểu bản chất ấy, thì chúng ta không có thể nào chẩn đoán phân biệt được. Đấy. Ví dụ như một bệnh nhân, các bạn tiếp cận một bệnh nhân sốt mà không đi đâu ở cái chỗ địa phương của các bạn ở Việt Nam ấy, thì nó khác. Nhưng mà một cái người mà họ đi rất nhiều, họ đi từ châu Phi sang châu Mỹ, đi linh tinh đó, thì các bạn phải có cái kiến thức về dịch tễ. Còn nếu không là có khi các bạn dùng cái kiến thức của các bạn ở đây, các bạn xét nghiệm đủ thứ nó không ra được gì hết. Các bạn các bạn hỏi được dịch tễ rồi ở đó họ ở sa mạc hay như thế nào, rồi con trùng đốt là có những cái gì đó các bạn định hướng được, thì có khi các bạn sẽ cứu được bệnh nhân đấy, giúp được bệnh nhân và cứu được bệnh nhân nha. Rồi rồi nhóm có bộ phận kiểu chích hồi nãy là ở đây rồi. Xin lỗi, cái này là rồi các bạn, đây là nhóm có bộ phận kiểu hút. Thầy xin lỗi, nó bị nhầm cái trên rồi. Cái đặc điểm của nhóm có bộ phận kiểu hút thì đây là cái đặc điểm, nó có cái vòi mềm và có thể rút vào hay đưa ra dễ dàng, và đầu vòi nó xòe ra, nó chứa nhiều cái ống hút. Thì nó có ba cái họ quan trọng trong y học, đó là Callipharidae, Sarcopharidae và Muscidae. Thì trong họ này nó có cái ruồi nhà. Ruồi nhà, các bạn để ý cái từ để các bạn dễ nhớ nè, domestic, cái giống như nội địa hay là trong nhà nha các bạn. Trong họ này có ruồi nhà Musca domestica, là loại ruồi phổ biến nhất, là nó sống ngay ở trong và quanh nhà. Cái chu trình phát triển là ruồi nó đẻ trứng, hoặc là có loại nó đẻ ra cái ấu trùng. Ấu trùng thì có loại đẻ ra ấu trùng, còn nếu mà trứng hoặc là ấu trùng đó, thì nếu mà có loại đẻ ra trứng thì trứng nó sẽ phát triển thành ấu trùng, ấu trùng hay đây là dòi đó. Và ở giai đoạn ấu trùng thì nó phát triển và nó sẽ tiếp tục nó chuyển thành nhộng, và sau đó nhộng lột xác và chuyển thành cái con trưởng thành. Cái đặc điểm của cái loại dòi, đặc điểm của dòi hay là ấu trùng đó, nó có đặc điểm quan trọng. Cái nhóm này thì nhóm nó gây bệnh, nó có một cái nhóm bệnh lý do dòi. Các bạn để ý. Rồi nó có màu dòi, nó có màu trắng ngà nhá, hình bầu dục, đầu hơi nhọn, đuôi to và rộng. Các bạn chắc chắn các bạn đã thấy con dòi rồi đúng không? Nó không khó đâu các bạn. Toàn thân của dòi thì nó có 12 đốt, nó không có chân. Phía miệng thì nó có một cặp móc. Các bạn để ý con dòi, các bạn có khi các bạn sợ các bạn không nhìn hết, nhưng các bạn nhìn kỹ các bạn thấy nó có cặp móc ở phía trước nha các bạn. Nhìn nó ghê ghê nha các bạn, nhìn kỹ. Nhiều khi các bạn can đảm nhìn được rõ thì các bạn sẽ thấy được cái đặc điểm của nó rất là hay đấy. Rồi nó có hai cái lỗ thở ở phía trước và hai lỗ thở ở phía sau, đó là với dòi. Rồi trung gian truyền bệnh, nó có trung gian, đó là trung gian truyền bệnh, cái nhóm mà cái nhóm ruồi mà nó có kiểu hút này thì cái trung gian đó là trung gian truyền bệnh của những cái bệnh mà nó là lây bệnh từ phân hay là rác thải nó đến thức ăn, rồi người mắc phải do ăn thức ăn nhiễm bẩn bởi cái phân hay là cái rác mà do cái loại ruồi này nó truyền. Thì trong đó có bệnh tả, bệnh thương hàn, lị amip, lị trực trùng, nhung sáng nhá.
Bệnh tả thì do vi trùng tả, bệnh thương hàn do vi trùng thương hàn, bệnh lý amip thì amip trong cái bài trước thầy đã giảng cho các bạn rồi đó, Entamoeba histolytica, rồi lỵ trực trùng là do vi trùng lỵ nha, rồi giun sán thì cũng trong các cái bài về ký sinh trùng thì các thầy cô đã giảng cho các bạn rồi, thì nó không có cái nào là khó nhớ, nó có liên kết liên tưởng với nhau thì các bạn dễ nhớ đó. Rồi thầy ơi. Em nói đi em. Dạ, cái này hình như là nhóm có bộ phận miệng kiểu hút đúng không thầy? Nhóm có bộ phận miệng hút, để thầy chỉnh luôn cho các em. Hồi nãy thầy nói trước đấy. Ok. Rồi, ok, thầy trả lời. Nó có thể là nó gây bệnh trực tiếp ngoài cái các bạn chú ý ở cái slide này nè, các bạn để cho các bạn dễ mường tượng. Tức là đối với lại cái nhóm ruồi mà có miệng kiểu hút thì với vai trò y học nó có hai cái vai trò, hai nhóm vai trò. Thứ nhất nó là trung gian truyền bệnh, thì thầy vừa giải thích ở trên. Và nhóm thứ hai là nhóm trực tiếp gây bệnh bởi cái ấu trùng của nó, là ấu trùng dòi, là dòi đấy. Đó. Thì người ta gọi chung cái nhóm bệnh này là bệnh bọ dòi nha các bạn. Cái từ này thì các bạn làm quen dần, và sau này các bạn có đọc y văn thì các bạn hiểu, chứ còn không thì thông thường các bạn bạn lướt qua cái là các bạn nghĩ chắc là người ta nhầm lẫn gì đó. Không phải, nó có một cái nhóm bệnh lý là bệnh bọ dòi nhá, là do ấu trùng của tiết túc gây ra nha các bạn. Rồi nó có những cái bệnh bọ dòi phổ biến sao, đó là bệnh dòi hút máu, là nó do cái loại dòi cái Osmeromyia luteola, và nó ở cái châu Phi đa phần là châu Phi nhiệt đới. Nó sống, cái loài này là nó sống trên đất, ban đêm thì nó hút máu, nó canh những cái người mà làm ở ngủ bằng lều đó. Châu Phi thì nó có những cái vùng người ta có tập quán ngủ lều nằm ở trên cái sàn đất. Đấy. Thì cái loại này, thì cái loại dòi này buổi tối và nó sẽ mông men nó bò vào và nó hút máu của cái người ngủ lều nhá. Thì đây là cái loại dòi gần như là loại dòi hút máu duy nhất trong cái trong các cái loại ấu trùng hút máu người duy nhất trong cái loại trong các loại ấu trùng của ruồi nhá. Cái thứ hai đó là bệnh dòi ở vết thương, thì nó thường gặp ở những cái vùng vệ sinh kém và cái vết thương hở. Đấy. Cái loại dòi ở vết thương này, bây giờ thầy nói để các bạn liên tưởng, và các bạn có thể đã từng thấy hoặc là các bạn chưa thấy bao giờ, nhưng các bạn để ý đi, trong cái cuộc đời hành nghề của các bạn đi thực tập rồi các bạn hành nghề sau này là các bạn sẽ có thể sẽ thấy đó. Thỉnh thoảng có những bệnh nhân của chúng ta đến với chúng ta đấy, khi mà cái vết thương đó họ bị loét vì gì, họ chăm sóc không kỹ hoặc không có điều kiện chăm sóc, hoặc là họ không hiểu biết, thì có thể cái vết thương chúng ta mở ra chúng ta thấy dòi không à. Đó là cái thực tế hiện tại chúng ta gặp đấy, nó gọi là bệnh dòi vết thương nha các bạn, thì các bạn phải xử lý nhá. Nó gây ô nhiễm cái vết thương đó, nó gây ra bội nhiễm, nó là môi trường tốt để cho bội nhiễm những cái vi trùng, những cái khác, nó gây ra cái tổn hại nặng nề cho cái người mang cái dòi đó. Rồi bệnh dòi ở da, nó tạo ra cái dạng nhột, hoặc là dưới da nó tạo ra cái ấu trùng di chuyển. Thì ở mình thì cái bệnh lý này thì nó hiếm, nó thường nó ở châu Phi. Thì ấu trùng di chuyển hay ấu trùng lạc chỗ, nó là nó có một cái thuật ngữ là larva migrans. Migrans là di chuyển, còn larva là ấu trùng. Thì nó có nhóm bệnh đó, thì trong cái có thể trong cái bài mà Dung sáng thì các cô có nhắc cho các bạn đấy, thì nó nằm trong cái nhóm chung này. Thì có thể di chuyển, nó bò dưới da, các bạn có thể thấy bây giờ là nó ở đây, cái lát các bạn thấy nó ngoằn ngoèo ở trên cái cánh tay, cái lát nó lên trên vai, ví dụ vậy. Thì bắt nó ở đâu thì chặn nó lại và người ta sẽ rập, người ta sẽ lôi nó ra nha các bạn. Rồi bệnh dòi ở xoang mặt thì nó gây ra những cái tình trạng viêm mũi hầu, viêm kết mạc, viêm tai. Có thể nó đi vào, nó gây ra cái triệu chứng, nó kích thích, nó gây ra cái viêm màng não nha các bạn. Đó. Ở những cái xoang ở trên vùng hàm mặt. Rồi nó có cái bệnh dòi ở đường tiêu hóa, như dòi ruồi ở trong phô mai, trái cây hay là thịt.
Rồi là chúng ta trao đổi xong về cái bộ phụ rau ngắn thuộc nhóm côn trùng, thuộc bộ côn trùng hai cánh nha, Diptera, và chúng ta trao đổi về cái bộ phụ rau ngắn đó là ruồi. Ruồi thì nó ruồi Tabanidae, ruồi Muscidae, đó là hai cái loại ruồi mà nó có bộ phận miệng kiểu chích. Và chúng ta có trao đổi qua về cái đặc điểm chung và cái vai trò của ruồi có bộ phận miệng kiểu hút. Đấy. Rồi, bây giờ tôi chuyển sang cái phần bộ phụ rau dài nha các bạn. Là mũi nhá. Rồi. Mũi thì nó có những đặc điểm khác ruồi, như là cái phần miệng, nó kéo dài ở con cái thì nó phù hợp với cái đặc điểm của nó thôi, thì nó xuyên đa phần mũi thì nó hút máu nên nó bộ phận nó dài hơn, nó xuyên qua da để nó hút máu. Cái anten thì nó có 15 đốt. Dạ thầy ơi. À, thầy nghe đây. Dạ thầy có đang chuyển slide không ạ? À, thầy đang chuyển nó qua đặc điểm của mũi. Em thấy gì rồi? Em thấy cái slide Dạ nào? em vẫn đang dừng ở slide mà nhóm có bộ phận miệng kiểu hút đó thầy. À rồi, Không ok. biết có phải do mạng của em lag không? Dạ. Ok, thầy sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Ok, cảm ơn em. Rồi, các bạn đã thấy cái slide đặc điểm mũi chưa? Dạ, thế rồi ạ. Thấy ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. À, rồi, cái anten hay cái rau thì nó dài, nó có 15 đốt các bạn. Trên 3 đốt mà ở đây nó có 15 đốt nha các bạn. Nhiều lông ở cũng được. Và tức là cái anten cái rau đó thì nó sẽ một cái rau dài, và sau đó thì ở trên cái rau này thì nó mọc xung quanh đó là những cái lông, thì cái con đực thì nó có nhiều lông, còn con cái thì nó ít lông. Đây cũng là một trong những cái đặc điểm mà để phân biệt con đực và con cái nha các bạn. À, cái mũi thì nó có cánh, nó có gân và có vảy đây các bạn. À, nó phân biệt với lại ruồi đấy. À, về cái phương diện y học đó, thì có chia làm bốn cái họ quan trọng. Đó là cái họ Culicidae, họ Psychotidae, họ Simulidae và họ Ceratobogonidae. Đấy. Thì trong đó thì thầy tập trung cho các bạn cái loại mà loại thực sự là mũi đấy, là cái Culicidae nha các bạn. Còn ba cái họ sau này thì thầy chỉ nhắc qua cho các bạn thôi. Rồi, cái họ phân loại ở trong cái họ Fusilidae thì người ta chia làm ba cái họ phụ, đó là họ phụ Anophanlidae, họ phụ Silicinae và họ phụ Toxorynchitinae nha các bạn. Đấy. Thì các bạn thấy cái từ nó quen quen dần rồi đúng không? À, các bạn đã từng nghe những cái này rồi. À, trong cái họ Anophanlidae thì cái đặc điểm của họ này đó thì ấu trùng nó có lỗ thở, còn cái họ Culicinae thì ấu trùng nó có ống thở, nó bằng lỗ thở với ống thở. Nói chung thì thầy cũng không phải đánh đố các bạn những cái chỗ này đâu, các bạn giải thích cho các bạn hiểu thôi. Cái còn thi thì không hỏi tới cái nào có lỗ thở, nào có đó ống thở để đánh đố các bạn đâu, các bạn lo. Rồi cái họ phụ Anophelidae thì các bạn nhớ, các bạn phải nhớ là cái giống nào nó thuộc nó. Thì Anophelidae thì nó có cái giống Anopheles, Anophen đấy. Cái này các bạn phải nhớ, các bạn bắt buộc các bạn phải nhớ, các bạn đặt bút xuống các bạn ghi giùm những cái tên nếu mà các bạn chưa nhớ cái mũi Anopheles. Rồi cái họ phụ Cusilinae thì nó có các cái giống Aedesculus và Mansonia nha. Rồi còn cái họ phụ Toxorynchitinae thì nó chỉ có cái giống Toxorynchites thôi, thì cái này thì các bạn có thể biết thôi. À, nhưng mà hai cái họ phụ trên này thì các bạn phải nhớ, tại vì đây là cái vai trò của các bệnh lý xung quanh của các bạn rất là phổ biến mà chắc chắn là các bạn gặp nhiều chứ không phải là gặp ít. Rồi trước hết là cái họ Cusilidae thì về hình thể thì con trưởng thành nó có 3 phần, phần đầu, phần ngực và phần bụng. Thì ở phần đầu thì nó có hai cái mắt kép to, cái râu nó dài và mảnh, miệng kiểu chích nhá, hay là cái vòi. Rồi ở ngực thì nó có hình cầu và có nó ba đốt chính liền. À, ở
ở ngực thì nó mang một đôi chân dài, chân nó dài mảnh thì chân thì có nó 5 đốt nha. Cái râu thì có 15 đốt nhưng mà chân á, thì nó có 5 đốt nha các bạn. Đốt ngực giữa thì nó mang cánh, đốt ngực sau mang đôi cánh cụt. Đôi cánh cụt này là làm cái nhiệm vụ các bạn bắt con mũi lại, các bạn để ý á, các bạn thấy cái đôi cánh chích, đôi cánh dài, đôi cánh hai, đôi cánh cụt, đôi cánh phụ thì nó giống như cái máy bay các bạn. Ta làm cái đôi cánh này nó làm nhiệm vụ là nó thăng bằng để cho con mũi nó bay nha. Đây là sáng tạo của tạo hóa đúng không các bạn, sẽ của tự nhiên. Rồi cái bụng á, thì nó dài, nó có 9 đến 10 đốt, 2 đốt sau nó biến thành cơ quan sinh dục. Đấy. Như vậy các bạn để ý những cái ý nghĩa của nó, ví dụ như cái phần đầu các bạn có thể không nhớ hết những cái đặc điểm này, nhưng mà các bạn nhớ là phần đầu là nó có cái nó chứa chứa mắt, râu và miệng nhá. Thì miệng nó có vai trò, trong đó là nó có vai trò chích, hút nhá, để lấy dinh dưỡng. Rồi cái phần ngực á, thì nó phần ngực á, thì nó có chứa chân và cánh nha. Phần bụng á, thì nó có cái cơ quan sinh dục. Đấy, các bạn để hiểu cái ý nghĩa và diễn nói cho nó dễ nhớ nha. Cái Cuculidae, cái con trưởng thành thì đây về cái ấu trùng đấy thì nó gồm 4 giai đoạn. Nó giống cái hình dạng của cái con trưởng thành nhưng mà nó khác về kích thước nha các bạn. Phần đầu á, thì nó to dẹp, cá râu ở hai bên. Bộ phận miệng thì nó kiểu nghiền. Ở ngực thì nó chưa có phân đốt rõ ràng, còn ở bụng thì nó có 9 đốt, tức là cái ấu trùng là một cái dạng gọi là chưa trưởng thành của cái mũi họ Cuculidae này. Rồi đến nhọn thì nó có hình dấu hỏi. Phần đầu và ngực thì hình cầu, nó có hai ống thở hình loa kèn. Cái phần bụng nó dài uốn cong 8 đốt, cuối phần bụng thì nó có cái hình mái chèo để bơi nha. Cái phần nhọn là nó có thể bơi được trong nước nha các bạn nha. Và ở cái phần trứng này, thì nó có kích thước là từ 0.5 đến 0.7 mm thành bầu dục, và nó có thể thay đổi tùy loài, và nó được đẻ ở mặt nước nha. Cái trứng của mũi đó, thì nó đẻ ở mặt nước và sau đó nó nổi lên. Nó nhờ vào cái sức căng bề mặt, hoặc là nó giống như là nó có một cái phần giống như phao vậy đó, thì nó sẽ nổi lên. Đó. Cái mũi Cuculidae này thì nó phân bố khắp thế giới, nhưng mà ở cái xứ nóng, xứ nhiệt đới như Việt Nam chúng ta thì nó quanh năm các bạn. Nha. Nhưng mà các bạn để ý nó sẽ có những cái giai đoạn, ví dụ như cái giai đoạn chuyển mùa mưa này kia đó, thì có thể cái mũi nó sẽ rất là nhiều, chuyển giữa mùa mưa mùa nắng, cái mũi sẽ rất là nhiều, cái lúc đó độ ẩm nó cao, nó thích hợp, nó phát triển rất là nhiều. Còn chúng ta đi đâu, thời gian nào chúng ta cũng có thể gặp mũi. Đó. Nhưng mà ở xứ lạnh đó các bạn, thì nó chỉ gặp vào mùa xuân và mùa hè thôi các bạn. Mùa xuân và mùa hè khi mà thời tiết nó ấm áp kìa. Còn nhiệt độ mà dưới 18 độ đó, thì cái mũi này gần như là nó không có phát triển được. Đó các bạn. Nên thành ra ở những cái xứ lạnh mà các bạn biết nó vào ở những cái nước Âu đới, khi mà nó vào thu đấy và nó sang mùa đông đó, thì nó rất lạnh. Có khi nó thông thường là mùa thu thì nó mát mẻ thì nó khoảng 15 độ trở xuống, còn vào mùa đông đó, thì có nơi nó tới âm vài chục độ các bạn, còn thông thường nó khoảng từ âm 5 cho đến 5 độ thì mũi nó không có phát triển được các bạn nha. Rồi cái khoảng cách bay á, một cái đặc điểm của khoảng cách bay của mũi Cuculidae này nè, thì mỗi loại nó có khoảng cách bay khác nhau. Cái khoảng cách bay thì người ta tính từ cái nơi sinh sản, cái nơi mà nơi đẻ trứng ấy, cho đến nơi hút máu, thì nó sẽ thay đổi tùy cái loại. Ví dụ như mũi Anopheles ấy, thì nó bay thường tối đa là khoảng 5 cây số thôi, từ vùng này sang vùng kia là khoảng 5 cây số thôi. Nhưng mà mũi Culex ấy, thì nó có thể là khoảng 15 cây số. Nhưng mà đối với vài cái loại mũi Aedes thì nó bay rất là xa các bạn, từ 80 cho đến 160 cây số nha các bạn. Nó bay gần như các bạn để mường tượng, chắc nó bay từ bằng khoảng từ Đà Nẵng đến gần đến
Đà Nẵng là đến đến Quảng Ngãi đó các bạn, nó bay đủ đấy, 100 trong cái khoảng từ 80 đến 160 cây số. Về cái ký chủ của cái mũi họ Fusilide này thì cái ký chủ của nó có thể rất là đa dạng. Có loại thì nó thích cái loại cửu nhũ là động vật có vú ấy, thì như con người chúng ta cũng thuộc trong nhóm này, hoặc là chim, bò sát, hoặc là lưỡng cư, hoặc là cá nhá. Cái yếu tố thu hút thì nó có yếu tố thu hút của cái mũi Cusilia này là ánh đèn nè, bao gồm cả cái đèn mà các bạn đèn nè, đèn đèn 7 mũi đó. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta một số chỗ mà nơi mũi nhiều á, chúng ta có thể dùng cái đèn để 7 mũi để thu hút tới chúng ta sẽ bắt cho nó đỡ. Hoặc là trong các nghiên cứu hay gì người ta muốn bắt mũi đó thì người ta dùng cái ánh đèn này và dùng cái thiết bị để nhử mũi nó vào. Thì đây là một công việc mà thầy cũng đã từng làm, tức là lấy nhử mũi để lấy để làm cái nghiên cứu để tìm xem thử là nó có mang cái mầm bệnh gì nha các bạn. Rồi cái người mà mặc ố quần áo màu đen ấy, màu sậm đó, thì nó thu hút hơn là những người màu trắng, tức là nó thích những cái màu đen màu sậm hơn, nó thu hút đó hơn đó. Nên các bạn để ý là những cái màn hay là những cái nơi mà các bạn treo quần áo đấy, mà nếu như các bạn treo cái quần áo màu đen màu sậm ấy, thì các bạn thấy muỗi nó tụ tập trong nó nhiều lắm nha. Còn nếu các bạn cái màn hay là cái quần áo của các bạn có màu sáng ấy, thì nó sẽ ít hơn, muỗi nó sẽ ít vào hơn nha. Rồi và cái hơi người và thú thì thông thường là cái mồ hôi của chúng ta đó thì nó sẽ kích thích muỗi, muỗi nó sẽ đi tới và nó sẽ cũng tùy người, người ta cũng đang nghiên cứu là một số người cái mồ hôi nó có những cái đặc biệt nó có thể thu hút muỗi nhiều hơn, nhưng mà một số người thì ít bị đốt hơn. Nếu mà hai người các bạn để ý trong số các bạn thấy đó, các bạn có thể đi chơi yêu nhau, có thể dắt đi chơi mà hai người, một người nam người nữ, có thể một người ngồi ở một cái góc nào đó cây cối nhiều thì có thể một người bị muỗi đốt từ đầu chí cuối, một người thì rất ít bị đốt đấy, nó có đấy các bạn, tức là nó sẽ tùy thuộc vào cái hơi người, một cái yếu tố thu hút mà muỗi nó tới và một số cái mùi nó thích hợp với lại thu hút hơn, một số người thì cái mùi nó ít thu hút hơn đấy. Cái phương thức dinh dưỡng thì muỗi đực và muỗi cái thì nó hút cái nhụy ngọt của hoa hay là chất ngọt của trái cây, và hầu như chỉ có muỗi cái xin lỗi cái từ này thầy viết ra muỗi là có ô nha các bạn đừng có nhầm chỗ này. Hầu như muỗi cái chỉ có muỗi cái là hút máu, trừ một số loài thì có cả muỗi đực hút máu, còn hầu hầu hết các là muỗi thì chỉ có muỗi cái hút máu thôi, còn muỗi đực thì nó hút nhụy hoa, nó chỉ thích hương hoa mật ngọt thế thôi, chỉ còn nó không có hút máu. Nên đa phần cái vai trò gây bệnh, vai trò y học là do cái mũi cái gây ra nha các bạn. Thì cái đặc điểm của nó thì thường là nó hút máu vào cái lúc tranh tối tranh sáng, ví dụ như hoàng hôn hoặc là bình minh hoặc là sáng sớm hoặc là buổi buổi hoàng hôn đấy, thì gọi là tranh tối tranh sáng, thì thông thường nó hoạt động vào cái thời gian này nhiều nhất, nó hút máu nhiều nhất. Mỗi lần nó hút thì nó hút khoảng 2 đến 2.5 micromet. Các bạn có nhớ 1 micromet bằng bao nhiêu mm không? 1 mm thì Dạ, bằng bao nhiêu micromet? 1 micromet bằng 11.6. Hả? 1 mm là bằng 10 mũ 3 chứ, là bằng 1.000 micromet chứ. À xin lỗi, thầy xin lỗi, 1 ml, thầy đang nói lộn, 1 ml là bằng 1.000 microlit, đúng không? Các bạn nhớ không? Thế là thầy muốn đổi từ micromet trong Millilit, millilit, milimet. millilit thầy, à, millilit em, millilit sang microlit là 1 ml là bằng 1.000 microlit nhá. Các bạn chưa nhớ thì các bạn tra lại đi. Tức là 1 ml là bằng 1.000 microlit. Đấy. Hay là 1 cc 1 ml hay là 1 cc đấy. Nếu các bạn dùng cái syringe đấy, thì các bạn mường tượng đây mỗi lần hút của nó thì khoảng 500 lần hút thì nó được 1 cc vậy đó. 500 là hút máu, nó có mũi như vậy. Hay các bạn mường tượng cái lượng máu nó hút vào, các bạn thấy nó căng nhiều, các bạn nghĩ thì nó cũng 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 khá là nhiều, nhưng mà thực tế của nó đó thì nó khoảng 2 đến 2.5, cái trung bình là thôi. Có loại nó nhiều hơn một tí, cái trung bình nó 2 đến 2.5 microlit. Đấy, nó nhỏ lắm, đó các bạn. Nhưng mà nó các bạn nhìn thấy được ấy, cái thể tích đó các bạn nhìn thấy được. Ví dụ các bạn chưa làm trong cái lapo,
Còn các bạn làm trong labo thì khoảng 5 microlit, thì ví dụ như người ta làm cái phản ứng PCR mà để xác định virus SARS-CoV-2 đó, thì thông thường trong kỹ thuật sinh học phân tử người ta cần khoảng 5 microlit nha. Người ta hút khoảng 5 microlit người ta cho chạy cái phản ứng nha. Đấy. Rồi cái thời gian tiêu hóa thì từ khoảng 24 đến 72 giờ. Tức là một cái con muỗi nó hút máu thì nó để nó tiêu hóa hết cái đó thì nó cần khoảng 1 ngày cho đến 3 ngày đó các bạn. Nơi sống, nó sống ở đâu? Thì thông thường thì cái muỗi này nó thường thích ở cái vùng ẩm ướt và nó hoạt động ở ban đêm nhiều hơn ban ngày. À, và cái lúc mà cái nó đốt nhiều nhất là cái vùng mà cái khoảng thời gian mà tranh đấu trên sáng này. Rồi và các bạn nhớ nè, cái muỗi này nó muốn đẻ trứng thì nó cần ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nó ở cái nhiệt độ tương đối là khoảng 25 cho đến 30 độ C, gọi là nhiệt độ tương đối ấm ấy, các bạn. Nha. Lạnh quá nó không có đẻ nổi. Đó, nên thành ra đó là muỗi ở những cái vùng ôn đới mà vào cái mùa thu mùa đông đó thì nó không có là vậy. Thứ hai nữa, điều kiện thứ hai nữa để cho muỗi nó đẻ trứng đó là ẩm ướt, và điều kiện thứ ba nó phải hút được máu. Nha, cái con muỗi cái nó phải hút máu. Đấy. À, thì cái con muỗi cái đó thì nó sau khi nó thụ tinh xong thì nó phải đi tìm cái người hay động vật nó hút máu, thì máu là một cái điều kiện dinh dưỡng và cái tiết tố tốt để cho cái nó có thể cái quá trình mà nó phát triển và nó đủ cái khả năng để cho nó đẻ trứng nha các bạn. Yeah. Rồi thì các bạn biết là chia sẻ với các bạn thôi, thì trong quá trình mà các bạn thấy là nếu các bạn xem mà một cách đây khoảng vài tháng nó có một cái phóng sự là dùng máu để nuôi muỗi đó, tức là trong những người mà người ta thực hiện cái những cái nghiên cứu mà trên muỗi đó các bạn, ví dụ như để xem lây truyền bệnh Zika hay bệnh chikungunya hay là bệnh sốt xuất huyết đen như thế nào đó, thì người ta dùng những cái mô hình để xem thử lây truyền như thế nào đó, thì người ta cần đầu tiên người ta cần nuôi muỗi nó lớn nó đẻ trứng này, thì các bạn biết thầy từng làm đấy, tức là muỗi nó lớn lên và nó cần cái giai đoạn để nó cần để nó đẻ trứng đó, thì chắc phải cho nó hút máu mà, các bạn. Ở những cái nơi chuyên nghiệp ấy, thì người ta sẽ dùng những cái máu mà các bạn ví dụ các bạn đi hiến máu nhân đạo đó, thì nó có cái phần máu mà máu dư ấy, máu hết hạn đó, máu hết hạn sử dụng đó, thì người ta sẽ chuyển sang những cái lab để cho người ta có thể nuôi muỗi nha. Còn bí quá các bạn không có máu, các bạn phải dùng máu của mình này đó, nếu các bạn mà làm nghiên cứu thì sau này có liên quan đó, thì các bạn sẽ làm như vậy. Và các bạn biết có một cái nữa là khi mà đi bắt muỗi đó, thì có thể các thầy cô và thầy đã phải từng làm, đó là ngồi ở trong một cái bên cái bờ suối thắp một cái đèn đó, ngồi đó cho muỗi nó tới nó đốt, nhựa nó cho nó đốt nha các bạn, đốt vào chúng bạn mới bắt được, mới làm nghiên cứu được, kiểm tra được nha. Rồi thầy chia sẻ để các bạn hiểu là cái đặc tính của nó mình ứng dụng vào để cho mình có thể phát triển những cái mô hình nghiên cứu, hoặc là chúng ta hiểu để có cái biện pháp phòng tránh nha. Rồi tóm lại cái điều kiện để đẻ trứng của muỗi là nó có ba cái yếu tố, các bạn nhớ là sức nóng 25 đến 30 độ, thứ hai là điều kiện ẩm ướt, và thứ ba là phải hút được máu. Rồi cái đó là cái con trưởng thành và đẻ trứng. Rồi cái ấu trùng muỗi thì sao? Ấu trùng muỗi thì nó rất là di động. Cái con long quăng này các bạn, nó nhào lên nhào xuống, thì khi mà nó thấy các bạn ví dụ như các bạn thấy ở trong một cái chum vải gì đó nó nhiều long quăng, các bạn nhìn vào, các bạn động vào nước ấy, thì nó thấy nguy hiểm thì nó sẽ chạy đi nha các bạn. Hoặc là nó thấy thức ăn thì nó chạy tới. Về tuổi thọ thì cái này nó cũng giống con người đúng không các bạn, cái gì con cái thì nó sống lâu hơn cũng được đấy, tạo hóa rồi. Nhưng mà muỗi thì nó sống lâu hơn rất là nhiều. Con muỗi cái thì nó bằng, có khi nó bằng 6 lần con muỗi đực đấy các bạn. Con muỗi đực thì nó sống vài ngày đến tháng thôi, và nó thông thường nó đóng cái vai trò để nó trong về mặt dịch tễ là nó sinh sản, hỗ trợ sinh sản thôi, chứ còn nó vai trò gây bệnh thì nó không có nha. Còn đối với muỗi cái thì nó hút máu, và thì hút máu nhiều lần, và đời sống của nó thay đổi có thể từ vài ngày đến 6 tháng nếu mà điều kiện thuận lợi khi nó tồn tại. Có loại tới 6 tháng, còn thông thường là khoảng vài tháng nha, nó không mỗi cái. Rồi cái chu trình phát triển của nó thì cái mũi cái nó đẻ ra trứng, trứng nó nở thành ấu trùng nó thành nhộng, và nhộng nó khi mà nó phát triển đến một mức nào đó thì nó sẽ đục cái vỏ và nó chui ra
nó thành cái con muỗi trưởng thành. Trứng thì nó nở từ khoảng 1 cho đến 3 ngày ở 30 độ, ở nhiệt độ khoảng 30, 25, 30 độ. Còn càng lạnh thì nó càng càng chậm nở. Nha các bạn, chồng quá, còn lạnh quá thì nó không nở nổi. Đó. Ấu trùng này thông thường thì cái giai đoạn này cái dài khoảng 3 tuần. Nhưng mà nếu mà điều kiện nó không thuận lợi thì nó có thể cái dài đến 2 tuần hoặc là 6 tháng. Đấy. Nó có 4 giai đoạn liên tiếp nhau. Thì mỗi lần qua giai đoạn thì nó lột xác một lần. Nhộng á, thì nó kéo dài khoảng 3 đến 4 ngày. Thì có thể nó kéo dài đến 10 ngày. Đó. Mũi trưởng thành thì nó chui ra khỏi vỏ của nhộng đó và đậu trên mặt nước. Khi mà nó phát triển đủ rồi đó, nó vừa chui ra khỏi vỏ nhộng á, thì nó ở trên mặt nước nó đậu một tí rồi nó bay. Nó bay đi. Các bạn dịp nào đó cũng có thể các bạn đã từng thấy, hoặc là dịp nào đó các bạn để ý, các bạn thấy ở một cái, các bạn có thể ngồi chỗ một cái ao hay là một cái vũng nước gì đó mà các bạn thấy có thể có cái mũi, các bạn thấy nó vừa trồi ra nó đậu đó xong rồi cái là nó bay đi, thì có thể đó là cái giai đoạn mà mũi nó vừa trưởng thành, nó vừa chui ra từ nhộng đấy. Rồi đây, hồi nãy thầy đã giải thích rồi đây. Tức là mũi cái sau khi thụ tinh thì điều kiện để cho nó đẻ được trứng thì nó phải đi tìm cái nguồn máu để nó hút. Thì chúng ta nuôi thì chúng ta phải cung cấp máu cho nó, hoặc là trong tự nhiên thì nó phải tìm người, động vật gì đó để nó hút máu nha. Thì chúng ta chẳng qua chúng ta không phải nó thích chúng ta đâu, mà đôi khi là nó tìm không ra động vật hay cái gì, nó tìm thấy cái ở đâu mà có máu trước là nó đến đó thôi. Còn nếu các bạn để cung cấp cho nó được một cái bịch máu gì đó mà nó có thể xuyên qua nó hút được thì nó sẽ hút cái đó, nó dễ dàng, các bạn thu hút được nó hút đó, mà không hút các bạn thôi. Rồi thời gian từ lúc mà hút máu cho đến khi đẻ trứng thì thông thường khoảng 4 cho đến 5 ngày. Nó hút máu đủ rồi là 4-5 ngày sau nó đẻ trứng nè. Rồi trong cái họ Culicidae này thì nó có cái giống mũi sao. Thì cái họ phụ nó là Anopheles. Thì nó có cái giống Anopheles, hay là các bạn nói tỏ gọn đó là Anopheles đấy, thì nó quan trọng trong y học. Đấy. Thì cái đặc điểm của nó khi người ta quan sát đấy, nhưng các bạn cái này nó chuyên sâu thì các bạn có cái kiến thức tí thôi cũng có thể bằng để ý thì các bạn sẽ phân biệt được trên thực tế đấy. Thì lúc trưởng thành thì nó đậu xuyên xuyên, tức là nghiêng nghiêng một tí so với cái chỗ nương tựa, ví dụ như trên cái thành, trên trên một cái chỗ mà nó bám lên đó, một cái cành cây hay là đại loại trên một cái tường ấy, thì nó sẽ đậu xuyên xuyên, nó hơi nghiêng một tí. Và cái màu của nó là màu đen, đen toàn thân, màu đen và toàn thân. Với cái cánh của nó thì nó có thể có những cái đốm, đốm đen trắng nha. Đó. Và cái con cái thì nó đẻ trứng. Thì mỗi lần ấy, là nó đẻ từ khoảng 100 cho đến 200 trứng. Ở nơi có nước trong, ít chảy và có nhiều cây cỏ mọc, ví như bờ kênh, rạch hay là ao hay là ruộng. Các bạn nhớ cái đặc điểm của nó nè. Cái mũi Anopheles á, thì nó đẻ ở nơi nước trong nha các bạn, và nơi nước ít chảy. Đó. Thì các bạn hiểu rằng là khi nào ở cái vùng nào, các bạn đến những cái vùng nào, bạn đang sống hoặc là các bạn đến những cái vùng nào nguy cơ có Anopheles nha. Cái nước trong thì nước trong và ít chảy, các bạn để nhá. Và trong nghiên cứu cũng vậy, trong nghiên cứu họ muốn đi tìm cái trứng hay là ấu trùng của Anopheles thì phải tìm những nơi này. Nó sẽ, các bạn để ý, nó sẽ ngược lại với lại những con mũi cái sao. Rồi tất cả các loại mũi Anopheles thì nó đều có thể truyền bệnh sốt rét và bệnh dung chỉ Bancroft. Nè, tất cả các loại này nó đều có thể truyền các bệnh sốt rét và bệnh dung chỉ Bancroft. Bệnh sốt rét là cái syndrome Plasmodium nha các bạn. Đơn bào Plasmodium. Rồi thì trong số các cái Anopheles thì người ta thấy là một số cái loại là phổ biến và loại chính ở Việt Nam, đó là Anopheles minimus, thì nó sống ở cái vùng thượng du. Rồi những cái Anopheles seiboriensis hay là maculatus hay là balabasensis thì nó ở vùng, cũng ở vùng thượng du giống như là minimus. Nhưng mà có những cái loại như là Sudeikis hay là Subistus thì nó ở ven biển, ở một số đảo, tại vì cái này nó thích vùng nước lợ các bạn. Các bạn thấy. Rồi một số cái loại khác thì nó sống ở vùng đồng bằng hay là miền châu thổ sông Cửu Long, sông Hồng. Ở cái slide này các bạn,
thầy không bắt các bạn phải nhớ hết những cái tên này đâu. Các bạn nhớ Alnofen ở đây, nhưng mà các bạn nhớ là nó truyền cái trung gian, truyền cái bệnh gì nha. Còn nếu mà hỏi cùng lắm thì hỏi Minimus cho các bạn thôi, nhưng mà thôi chắc không hỏi cái này không làm khó các bạn. Nhưng các bạn phải có cái kiến thức để sau này các bạn đọc những cái tài liệu gì nó liên quan đấy, thì các bạn phải biết người ta làm cái nghiên cứu mà người ta nói là nghiên cứu ở vùng biển ấy, mà người ta tìm thấy công bố tỷ lệ nhiều cái Minimus thì có thể đó là một cái điều bất thường, có thể người ta làm nhầm lẫn hoặc là có một cái sự thay đổi gì đó đặc biệt ở trong cái sinh thái nha các bạn. Đây. Rồi cái họ phụ Culicine thì nó có cái giống là Culex, Aedes và Mansonia. Các bạn đọc chậm đó là Mansonia. Còn khi mà các bạn nghe những cái báo cáo hay gì, người ta thường người ta đọc nó là Mansonia nhé các bạn. Các bạn nghe để quen. Rồi cái giống Culex thì cái đặc điểm đậu, cái hình dáng đậu của nó là lúc trưởng thành thì đậu song song với cái chỗ nương tựa và nó có màu nâu nhạt đến màu sậm. Và mũi cái thường nó đẻ ở nơi dơ bẩn hôi thối. Các bạn nhớ cái đặc điểm nó khác với Onofen nhé. Chỗ này á, là thầy bảo phục các bạn phải nhớ nè. Culex á, là nó đẻ trứng nơi dơ bẩn hôi thối. Còn Onofen á, thì nó đẻ trứng ở cái vùng nào? Nước trong và ít chảy nha các bạn. Đó. Chỗ này các bạn, thầy bắt các bạn phải nhớ trong cái học phần này cho đến khi nào thi xong. Sau đó thì các bạn có tìm hiểu thì các bạn nhớ lâu hơn. Nó giúp cho các bạn thôi. Rồi cái mũi Culex thì nó có thể truyền bệnh dung chỉ bằng crop, nó giống như Anophen. Hoặc là nó truyền các bệnh viêm não, thì trong đó có viêm não Nhật Bản B mà các bạn biết đấy, ở Việt Nam chúng ta có đấy. Rồi cái mũi thứ hai, cái giống thứ hai là cái giống Aedes, hay còn gọi là mũi vằn, mũi đốm. Nha các bạn, mũi vằn, mũi đốm. Đấy. Thì nó có kích thước nhỏ màu đen nâu, sậm hơn Culex, có những cái đốm bạc ở trên chân. Ở trên chân đây các bạn thấy đây, có những cái đốm bạc đây ở trên chân. Và bụng của nó những cái băng ngang màu trắng, các bạn thấy không? Bụng đây, nó có những cái băng ngang màu trắng. Lúc trưởng thành thì nó đậu song song với chỗ nương tựa. Và mũi thì nó thích để trứng ở những cái ổ thiên nhiên như là hốc cây, nách lá, ống tre, hay là những cái ổ nhân tạo như là lưu vải, lôn hay là vỏ xe. Và đó là cái tác nhân mà nó là cái trung gian truyền bệnh của sốt xuất huyết đen Zika hay là cái sốt vàng. Sốt vàng thì ở châu Phi, ở Việt Nam chúng ta thì không có, nhưng mà cái lý do mà các bạn phải học, phải biết đến sốt vàng là thầy nói đấy. Các bạn phải hiểu rằng trong cái hoàn cảnh bối cảnh toàn cầu hóa. Rồi thì các bạn học đến đây, các bạn hiểu là tại sao đó là trước giờ các bạn, khi các bạn còn bé đến giờ đó, các bạn hay nghe những cái chương trình mà truyền thông với sức khỏe rồi mà sức khỏe cộng đồng đó, là có những cái phong trào là diệt lăng quăng bọ gậy, rồi đi tìm những cái vỏ xe, cái lôn, cái vải mà chúng ta để mà chúng ta vô tình thì nước mưa nó đọng lại và sau đó mũi nó phát triển trong đây. Thì đa phần là cái mũi Aedes này là thích những chỗ đó nó để, và do đó một trong những cái biện pháp để ngăn ngừa, để giảm cái số xuất huyết là chúng ta giảm cái số mũi bằng cách là chúng ta không để những cái ổ, những cái môi trường thuận lợi để cho cái mũi Aedes này nó đẻ trứng và nó phát triển. Các bạn hiểu nó ứng dụng vào trong cái thực tế của chúng ta mà bây giờ chúng ta hiểu nha. Tức là đối với mũi Aedes thì chúng ta dọn những cái phần này sạch sẽ, phát quang bụi rậm, rồi bỏ đi xử lý cái chùm vải nào mà không sử dụng, sử dụng thì chúng ta đậy lại, hoặc là không thì chúng ta úp ngược lại như thế nào để cho không đọng nước mưa. Và cái vỏ xe thì chúng ta phải dọn dẹp kỹ, không để nó đọng, để cho mũi nó phát triển này, thì nó sẽ giảm được các bạn sốt xuất huyết nha các bạn, là cái phổ biến của chúng ta đấy. Rồi cái giống cuối cùng đó là cái giống Mansonia, thì nó có màu vàng nâu hay là nâu. Chân và thân nó có đốm, vảy cánh to, có chỗ đậm chỗ nhạt. Cái Mansonia thì nó có thể truyền bệnh dung chỉ mà lai nha. Mansonia thì nó truyền bệnh dung chỉ mà lai, các bạn nhớ nha. Rồi nó có cái rồi cái họ cuối cùng
họ phụ, họ phụ cuối cùng thuộc cái họ Cusilidae này là họ Toxorynchitinae, thì nó có chỉ có một cái giống Toxorynchites thôi. Thì các bạn để ý nè, các bạn nhớ giùm thầy cái này, các bạn đặt bút, chịu khó đặt bút xuống và ghi cái tên này, nó hơi khó nhớ nhưng mà nó có ý nghĩa lắm các bạn. Đây là cái loại mũi á, mà nó không có truyền bệnh các bạn, nhưng mà nó rất là có vai trò trong y học của chúng ta, nó giúp chúng ta rất là nhiều trong các nghiên cứu và phát triển những cái vấn đề, các biện pháp để phòng chống các cái bệnh ký sinh trùng nhé, các bệnh truyền nhiễm. Đấy. Thì cái loại, cái giống mũi này thì nó kích thước nó lớn, nó không có hút máu các bạn. Cái loại mũi này chúng ta thấy mũi đâu chúng ta cũng ghét, nhưng cái mũi này nó là bạn của chúng ta đấy các bạn. Nó không hút máu kể cả con đực và con cái, nó chỉ hút nhị hoa mật ngọt vậy thôi nhá. Nó có, thì chính vì nó không có hút máu nên cái vòi của nó theo kiểu mà kiểu hút ít và theo cái kiểu không phải theo kiểu chích mà kiểu hút thôi, tức là cái vòi nó dài và nó cong xuống dưới để nó phù hợp với cái phần hút thôi. Và cái giai đoạn ấu trùng của nó là loài động vật ăn mồi đấy. Thì thông thường nó khi mà nó ở trong một cái vũng nước nào đó, nó ấu trùng của nó thì ấu trùng nó thường nó to hơn những cái ấu trùng mũi khác, như là mũi Aedes hay gì đó thì nó to hơn, và nó thường là nó bắt những cái ấu trùng của con mũi khác, nó nhỏ, cái thước nhỏ hơn là nang đó. Thì đây là một cái đặc điểm mà gọi là rất là có ý nghĩa, ở chỗ là nếu mà nó để cùng người ta dùng, người ta dùng đúng, người ta nhăn cái mũi mà cái mũi Toxorynchitae nè mà người ta cho nó phát triển nhiều ở một vùng nào đó, thì nó có thể hạn chế được các loại mũi khác các bạn, tại vì nó ngăn ngay từ cái giai đoạn ấu trùng nhé. Rồi, và cái mũi này người ta dùng để người ta phân lập virus, người ta chuyển một số cái virus trên nó để người ta nghiên cứu, để người ta phát triển. Và trong cái vấn đề mà kiểm soát các cái côn trùng gây bệnh, trong đó cái mũi đó thì người ta dùng nó như một cái tác nhân đấu tranh sinh học diệt mũi, diệt ấu trùng mũi khác một cách rất là tự nhiên các bạn. Rồi, cái slide này thì cho các bạn những cái giới thiệu về các cái họ mũi khác thôi. Cái họ mũi cũng có vai trò trong y học, vai trò quan trọng chứ không phải là không. Nhưng mà cái gọi là nó không phải là cái phổ biến nhất, cái thường gặp nhất, nên thầy ở trong cái giới hạn của bài này thầy chỉ giới thiệu qua. Các bạn nào có cái quan tâm thì các bạn sẽ đọc thêm, xem như các bạn phát triển thêm cái kiến thức của mình. Các họ mũi khác như là Psychodidae, hay là người ta còn gọi là mũi cát, thì thông thường nó ở cái vùng sa mạc của châu Phi nha các bạn, thì nó truyền cái Leishmania hay là Bartonella hay là cái virus Aspo nhé. Rồi cái loại, cái họ mũi thứ ba là Simualidae, hay còn gọi là, nó vẫn có cái tên một số nơi nó còn gọi là cái ruồi trâu, thì có thể nhầm lẫn với lại cái Tanadidae. Thì nó truyền cái bệnh dung chỉ Onchoscia volvulus. Cái mũi này nó cũng truyền cái bệnh dung chỉ nha các bạn, nhưng mà dung chỉ nó là dung chỉ khác, Onchoscia volvulus. Rồi cái họ mũi cuối cùng trong cái bộ côn trùng hai cánh này, côn trùng hai cánh bộ phụ rau dài này, đó là Ceratobogonidae, thì nó truyền bệnh dung chỉ Mansonella và một số virus. Đấy. Dung chỉ thì nó có nhiều cái loại trong đó nha, và trong đó là cái Cirato này thì nó truyền Manso, còn cái Simua thì nó truyền Onco các bạn. Rồi, bài giảng đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, lắng nghe và chia sẻ về các cái kiến thức về cái phần động vật chân khớp lúc côn trùng, điển hình ở đây là ruồi và mũi. Còn nói đùa với các bạn thì hôm nay chúng ta học những cái học về ruồi để biết về phân biệt ruồi và mũi, và con nào là con đực, con nào là con cái. Qua bài này thì các bạn biết rồi đúng không? Rồi. Nói đùa chứ hy vọng là cái bài này nó sẽ giúp cho các bạn có được cái kiến thức chung tổng quát để liên hệ và giúp cho các bạn làm cái nền tảng để sau này có những cái phát triển, những cái hiểu biết hơn thì các bạn hiểu về cái quá trình một cái bệnh lý nào đó, từ cái mang cái
từ cái lúc mà người ta bị phơi nhiễm bởi một cái mầm bệnh nào đó và trước đó như thế nào trong quá trình kiểm soát chung cái bệnh lý đó và kiểm soát bệnh trong cộng đồng, và giúp cho các bạn biết được cái định hướng được cái phương án điều trị và phương án kiểm soát nếu mà ở trong cái y tế công cộng. Rồi xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn, không biết các bạn có ý kiến gì thì các bạn sẽ trao đổi. Chúng ta có khoảng 3 phút trao đổi thôi. Thầy phải quay lại thầy trong cuộc họp. Yeah. Thấy cái tên. Dạ em tên Đào ạ. Nói rõ họ tên và lớp nào. Dạ em tên Mai Tiểu Đào, IK20B ạ. Rồi, mời Tiểu Đào. Dạ thầy, là em thấy là có mấy mũi là nó có hút vào ban ngày hoặc là ban đêm, là do cái đó là đặc tính của nó rồi thầy. Đó là do đặc tính của nó, cái tập quán của nó thầy. Tức là nó cái đó mà chúng ta gọi là chúng ta không thể, nó gọi là đặc điểm tự nhiên mà chúng ta không thể giải thích được. Chỉ có cái là chúng ta giải thích những cái vấn đề kiểm soát, chúng ta giải thích theo nó thôi, theo cái bản năng bản chất của nó thôi. Nó thuộc về cái đặc tính bản năng tự nhiên của nó thôi. Là có loại thì nó thích hoạt động nhiều vào ban ngày, có loại thì ban đêm, có loại buổi sáng, có loại thì buổi tối. Thì chúng ta chỉ những cái biện pháp chúng ta nhiệm vụ chúng ta là nghiên cứu ghi nhận, và chúng ta có những cái biện pháp muốn kiểm soát nó thì những cái biện pháp phải đi theo nó. Đấy, chứ chúng ta không thay đổi được và không giải thích được nha. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời các bạn khác. Dạ, thầy cho em hỏi một xíu với ạ. Dạ, nãy mình có học cái dòi mà gây ra ở trên vết loét vết thương ấy ạ. Thì à, đó là lúc mà cái vết thương của mình nó bị hoại tử xong rồi dòi nó sinh ở trên đó. Nhưng mà em thấy có ở một số kiểu người già thầy, tức là họ nằm lâu quá hoặc là có một vết loét gì đó, tức là lúc đó có thể là do bằng mắt thường mình chưa có nhìn được cái vết hoại tử, nhưng mà cái vết thương đó nó thu hút rất là nhiều các cái con kiểu như là giống như là con mò ấy, nó rất là bé. Thì em cũng không biết đấy là con gì, nhưng mà tại sao, nhưng mà em nghĩ là nó cũng thuộc cái giống kiểu như là mò mạt ấy ạ. Dạ, thì tại sao cái vết thương của mình nó lại thu hút các cái loài chân khớp đến như vậy ạ? Rồi, cái thứ nhất là về cái vết thương đó, thì có thể vết thương hoại tử hoặc là vết thương đó nó chưa hoại tử, về cơ bản nó chưa hoại tử, nhưng mà chúng ta vệ sinh không kỹ, không sạch. Tuy nhiên đến mức hoại tử thì chưa. Có những vết thương hoại tử thì rõ, nhưng mà có những cái vết thương thì nó chưa hoại tử nhưng mà vệ sinh không sạch thì nó tạo ra, đa phần nó tạo cái mùi. Nếu các bạn để ý, nếu mà các bạn gặp những cái người, đặc biệt những người lớn tuổi đó, nó có một vết loét nào đó, vết thương nào đó mà các bạn xử lý không sạch, hoặc là các bạn đi hồi y, các bạn chưa đi bệnh viện, ít bữa nữa các bạn đi bệnh viện, các bạn thấy thê băng vết thương này kia mà để lâu á, là nó giống như các bạn cái cảm giác mà dân gian mình hay nói là ứ hơi lâu đó, không được vệ sinh sạch sẽ đó, thì nó tạo ra cái mùi rất là nhiều nhá. Thì cái mùi đó thì giống như trong cái đặc điểm tự nhiên của một trong những cái yếu tố để thu hút cái côn trùng này là cái mùi. Cái mùi của cơ thể mình là nó thu hút nó, cái mùi càng nặng thì nó càng, cái mùi nó càng lan tỏa thì nó càng thu hút càng nhiều. Đấy, thì cái đó nó thuộc cái đặc điểm tự nhiên của nó, tức là có mùi thì đặc biệt là cái mùi cơ thể, cái mùi từ vết thương, cái mùi cơ thể của người và động vật là một cái yếu tố thu hút cái côn trùng nó tới. Và những cái con mà các bạn thấy đó, những con thông thường cái vết thương đó, ngoài cái ruồi đó, thì có những cái con nó thuộc cái trong cái họ, một trong những cái họ này, các bạn có thời gian các bạn học thêm thì nó nằm ở trong cái họ này luôn, trong cái họ ruồi luôn, trong cái bộ ruồi này luôn nha các bạn. Thì các bạn thấy một số nơi mà con, mà các bạn thấy con nhỏ nhỏ nó không phải mạc đâu, mà nó là con diễn á, nó gần như con diễn á. Các bạn, hình như các bạn ở miền Bắc thầy cũng mới học được cái từ đấy của các thầy cô. Dạ, thầy ơi.
À rồi, thầy xin lỗi. Thầy phải dùng cái 3G nó vừa hết dung lượng, thầy mới chuyển qua. Hồi nãy thì các bạn thầy sẽ yếu cho các bạn, thầy sẽ chuyển qua 3G. Ok. Rồi thì các cái loại mà chỉnh hay là những cái con ruồi nhỏ mà các bạn thấy đó thì thông thường nó thuộc một cái bộ đó, và nó có một cái giai đoạn của nó là giai đoạn ấu trùng, là giai đoạn dòi đó. Thì có thể cái vết thương đó nó đậu vào và nó đẻ trứng ở trong đó. Khi chúng ta vệ sinh không kỹ, có thể là vết thương đó đã hoại tử hoặc là chưa hoại tử, nhưng mà chúng ta không có chăm sóc vết thương thường xuyên, và khi nó ruồi và những cái con mà nhỏ hơn đấy, những ruồi mà các bạn thường thấy, những con cũng thuộc vào ruồi nhỏ hơn, thì nó đẻ trứng vào trong đó, nó bay nó đậu vào và nó đẻ trứng, nó lấy đó nó lấy dinh dưỡng rồi xong rồi là nó đẻ trứng vào đó, nó thấy cái ổ nó thích hợp của nó là nó đẻ trứng vào đó, mà chúng ta không có vệ sinh tiếp thì có thể 2 3 ngày chúng ta không rửa vết thương, không xử lý vết thương 3 4 ngày đó, thì hoặc là những cái vết loét ở những người già mà các bạn nêu đấy, thì có khi chúng ta không để ý, không chăm sóc gì thì nó trong cái ngóc ngách, hoặc là khi chúng ta cho chăm sóc mà chúng ta có những cái vết loét nó sâu vô trong, nhưng mà chúng ta chỉ làm ở mặt ngoài thì con ruồi nó đẻ phía sau vô trong tí nữa, thì nó sẽ phát triển trong đó và trứng nó nở thành dòi, ấu trùng nở thành dòi, và dòi đó nó gây ra cái bệnh mật các bạn nhé. Cái giải thích là bệnh dòi tại cái vết thương nó là vậy, bỏ dòi tại vết thương là vậy, nó không phải là hiếm gặp đâu nha các bạn. Như bạn Thương đã thấy hoặc là các bạn trong lớp thầy nghĩ là nhiều bạn cũng đã thấy rồi đó, thì sau này các bạn chú ý khi mà tư vấn chăm sóc cái vết thương cho bệnh nhân, đặc biệt là những người lớn tuổi, làm sao cho bệnh nhân của mình đó, trong quá trình học các bạn cũng giúp được cho họ, nếu các bạn hiểu biết, tức là khi mà khám bệnh xong đó, thì các bạn tư vấn thêm cho họ về nhà đó. Có những bệnh nhân mà các bạn sau này các bạn gặp những bệnh nhân tai biến đó, thì họ về họ liệt họ nằm một chỗ đấy, thì cái quá trình khám thì một như một phần của cái việc cảm ơn họ đã cho các bạn khám, hoặc là cũng không cần, có thể là các bạn tư vấn họ cũng là một cách để mình học, tức là tư vấn cho họ về xoay trở làm sao cho đừng để cái vết thương, mà là có vết thương thì chú ý chăm sóc y tế cho tốt, còn không thì nó sẽ có những vết thương nó dòi nó ra, nó bệnh họ rất là tội nha các bạn. Rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Rồi, nếu các bạn không có trao đổi gì thêm thì chúng ta kết thúc ở đây nhé. Còn bạn nào có ý kiến gì nữa không trong vòng 5 giây? Dạ thầy ơi, nếu như mà với những vết thương hội như vậy thì mình sẽ dùng cái gì để mình vệ sinh cho nó sạch ạ? Bạn nào đấy? Bạn nào đấy? Chưa có biết. À dạ em là Huyền Thơ đến từ lớp Kahamia ạ. À, rồi, thôi nói lại thầy nghe coi. À, dạ với những vết thương hở như vậy để mà mình cần vệ sinh sạch sẽ thì mình sẽ dùng những gì thôi? Dễ lắm à, các em chưa học à? Ủa, thầy có dạy cho các em học phần vi sinh không ta? Các em đang Dạ học bọn vi sinh em không? chưa học vi sinh ạ. Bọn em chưa học À, ạ. năm sau mới học, năm sau mới học à? Ok, thôi thì thầy nói sơ ở một cái dịp nào đó thì nếu mà vi sinh thì có cái bài mà khử khuẩn hay là thì thầy sẽ trao đổi với các bạn, hoặc là đơn giản các bạn chuẩn bị các học, bạn sẽ học cái phần mà phần điều dưỡng ấy, học phần điều dưỡng cơ bản đấy, thì trong đó có chăm sóc vết thương thì các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì hiện tại á, thì trên 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 thị trường nó dễ lắm, nó có nhiều cái loại dung dịch sát khuẩn lắm, dung dịch sát khuẩn và dung dịch rửa vết thương. Thì đối với những cái vết thương mà có thể chăm sóc ban đầu đó thì các bạn có thể dùng, với nếu vết thương nào dơ đó thì người ta có xu hướng dùng oxy già để người ta sục ra để tránh cái môi trường kỵ khí. Cái thứ hai nữa là người ta dùng cái betadine, cái cồn iốt đấy các bạn, hoặc là người ta dùng cồn cồn hoặc là cồn iốt. Rồi đó là những cái dung dịch sát khuẩn thông thường. Thì khi người ta chăm sóc vết thương mà nó bắt đầu nó mọc cái mô hạt, bắt đầu nó quá trình lành rồi đó, thì người ta bắt đầu là người ta có thể chăm sóc hàng ngày, rửa có thể là bằng cái nước muối sinh lý thôi, có thể hoặc là người ta sẽ chuyển dần, tức là cái cơ bản đó là ban đầu thì người ta sử dụng cái sát khuẩn mạnh, sau đó là nó giảm dần cái tỷ lệ. Và nếu mà vết thương nó lớn thì người ta sẽ giảm dần cái tỷ lệ. Còn nếu như các bạn thấy một cái vết rạch, vết mổ gì, ví dụ các bạn thấy những cái bệnh nhân chúng ta mổ hoặc vết rạch gì đó mà nó, hoặc là chúng ta bị té gì, nó bị trầy, bị một cái dài đường dài như thế này nè, à, nó bị hở ra, thì người ta có thể sát khuẩn ban đầu bằng cái cồn iốt, sau đó người ta may lại thì vài ba bữa mà còn cái vết thương đó thì người ta sẽ gỡ cái băng và người ta thay băng. Thì sau khi mà gỡ vết thương thay băng thì người ta có thể
dùng cái còn iốt để sát khuẩn vài lần và sau nó lành rồi thì thôi. Còn những cái vết thương hở mà lâu quá thì sử dụng cái nồng độ cái còn iốt, thì đa phần là người ta dùng còn iốt thì người ta dùng từ nồng độ đậm đặc, từ nồng độ cao cho đến nồng độ thấp dần, khi mà nó tùy thuộc vào cái sự phát triển, cái sự tiến triển tốt của cái vết thương nhé, thì người ta giảm dần. Và nếu mà chỉ trong cái giai đoạn mà nó lành hết rồi, mô hàng nó mọc tốt rồi đó, thì người ta có thể chăm sóc hàng ngày với nước muối sinh lý, miễn là nước đó là vô trùng nha các bạn, đưa vô vết thương đó là vô trùng nha. Rồi người ta hạn chế dần những cái trong cái giai đoạn mà mô học nó mọc tốt, mô hạt non na đó thì non, phần da non đó thì nó rất là nhạy cảm đối với lại cái còn iốt, thì nó có thể làm hư cái mô, nên do đó người ta sẽ dùng cái nước muối xử lý hoặc là cái nồng độ kháng nồng độ cái thuốc sát trùng nồng độ thấp nha. Thì cái phần này các em an tâm, các em sẽ được học ở trong cái phần điều dưỡng cơ bản, rồi khi đi bệnh viện các bạn sẽ được học, rồi trong cái học phần vi sinh hoặc là sau này đó thì trong phần ngoại hay phần ấy thì phần truyền nhiễm thì có thể thầy sẽ giảng lại cho các bạn không có lo nha.